Dân gian ngụy Văn Thực Lục chương 1054 Thủ đoạn ác cũng là một kiểu từ bi Ngao sói cũng lập tức đứng dậy Đi đến bên cạnh tôi Phương hướng mà tôi đi chính là hướng về phía lối vào sa trấn Đường thôn chật hẹp của sa trấn Hơi hướng cũng đã thay đổi rồi Vốn dĩ khi đi qua con đường này Thứ toát lên chính là sự chết chóc ở khắp mọi nơi Nhưng bây giờ thứ toát ra lại chẳng qua chỉ là yên tĩnh Ngao sói cũng không còn cái thần sắc cảnh giác trước đây nữa rất nhanh, chúng tôi liền đi đến vị trí lối vào của sa trấn. Vốn dĩ ở bên ngoài sa trấn, có một cái hố sâu lõm xuống, đường kính ngoài trăm mét, là một đầm nước đã khô cạn. Nhưng hiện giờ cái hố lõm đó đã biến mất không còn nữa, thay vào đó hóa ra là một đầm nước tràn đầy. Gió mát lạnh từ trên mặt nước thổi tới, tôi nhìn vọng về phía xa, phát hiện đầm nước liên tục kéo dài tới vị trí con sông đào khô cạn, hơn nữa còn đang chảy về phía càng xa hơn. Đầu mày tôi nhíu chặt vô thức lắc lắc đầu. Trước đây tôi còn cho rằng quyết định của lão điếc có thể giải quyết được hậu hoạn. Nhưng bây giờ xem ra, ở đây về sau chẳng mấy khả năng có thể yên ổn rồi. Kim thần thất sát bị hủy, nước sông ngầm dưới lòng đất không chỗ để đi, lại về lại trên mặt đất, sông đào khô cạn cũng phục hồi, người của Sa Thành nói không chừng đã, hoặc là sắp phát hiện rồi. Đương nhiên, cũng có khả năng sông đào còn chưa tới phạm vi bên ngoài Sa Thành, có điều sớm muộn cũng sẽ tới. Tiểu Hắc, binh tới tướng chặn, nước tới tường ngăn, mày bảo có đúng không? Tôi nghiêng đầu, nói với ngao sói. Tiểu Hắc ư ử một tiếng, trong con mắt màu xanh ánh lên vẻ nghi hoặc không hiểu. Tôi lắc lắc đầu, hạ giọng lẩm bẩm, có điều, phiền phức sẽ không nhiều như tao nghĩ, những năm nay, âm dương tiên sinh càng ngày càng ít gặp, phong thủy tiên sinh dương toán tiên sinh cũng chẳng thấy nhiều, cả giới âm dương đều sắp biệt tâm biệt tích, năm đó chắc là xảy ra rất nhiều chuyện, viên hóa thiệu, kim thần thất sát. Hoặc giả còn có rất nhiều thiên tai nhân họa mà chúng ta đều không biết. Ngao sói vẫn cứ ư ử một tiếng, như là đang đáp lời tôi. Ở cạnh đầm nước ngồi một lúc, hóng gió mát hiếm gặp, tôi cũng cảm giác trên người nhớp dính, vậy nên tìm một chỗ có thể tiếp cận mặt nước hơn, sau đó thử nước một chút, cởi bỏ đường phục và quần áo khác ra, xuống dưới tắm một phát. Tôi cũng nhìn nhìn vết thương ở phía bên phải ngực mình, chỗ đó còn có vết tích khâu vá, có điều bảy ngày trôi qua, vết thương đã liền da, chỉ còn lại một số vết sẹo màu đen. Cũng may ngô mậu đâm xuyên là bên phải, chứ bên trái xuyên tim là tôi chết chắc không phải bàn cãi, cũng còn may là Dương Thanh Sơn có thể kịp thời tới cứu tôi. Cuối cùng tắm sạch sẽ, toàn thân trơn tru, lên bờ mặt quần áo vào, lại kiểm tra một loạt đồ nghề trong đường phục, án chừng thời gian ra ngoài đã hòm hòm rồi, tôi bèn quay người đi về phía khu lều trại. Khoảng chừng đi được hơn 10 mét, ngao sói liền bắt đầu khẽ sủa lên tôi vô thức ngẩng đầu bèn nhìn thấy bên cạnh tảng đá khắc chữ sa trấn cực lớn đang đứng một hình bóng sừng sững đạo bào màu xanh xám bay bay theo gió chẳng phải chính là dương thanh sơn đó sao tốc độ tim đập của tôi nhanh thêm vài phần bước chân cũng càng nhanh hơn thanh sơn tiền bối đến trước mặt dương thanh sơn tôi hơi hơi cúi người dương thanh sơn chăm chú nhìn tôi trong mắt không chút gợn sóng đa tạ tiền bối tôi lại lần nữa cúi người biểu thị cảm ơn. Thời gian không nhiều nữa rồi." Dương Thanh Sơn bình thản nói. Tôi hạ thấp giọng nói, từ bạch bì. "Đợi sau khi kết thúc đoạn ân oán này với lão, bà nội và thi vũ bình an xong, tôi bèn không còn vướng bận gì nữa." "Lý Âm Dương thì sao?" Dương Thanh Sơn nói. "Sư tổ, tôi ngừng lại một chút, mới hỏi, Thanh Sơn tiền bối, tôi kỳ thực trước đây đã có chút ý tưởng muốn bàn bạc với tiền bối." Vùng đất long mạch mà tiền bối sắp đi chắc là một đoạn trong long mạch thiên hạ mà sư tôn tôi từng bói. Tới nơi đó tôi chắc có thể tìm được vị trí thích hợp để trấn sư tổ. Như thế này không những có thể tiết kiệm được thời gian nhất định mà còn có thể bảo đảm không chút sơ suất. Sau khi tôi nói hết câu nói này xong, Dương Thanh Sơn lại đột nhiên trầm mặt. Hắn không nói một lời, ánh mắt nhìn thì lại là hướng của đầm nước. Được. Hồi lâu sau, Dương Thanh Sơn gật gật đầu chỉ nói một chữ này. Tôi lập tức thở vào một hơi. Cậu còn cần nghĩ một số biện pháp, thân xác của Lý Âm Dương từng bị thiện thi đang ăn mòn, hắn chắc sẽ có tổn thương không thể áp chế được, bản thân hắn cầu ác, trong mắt ngoài viên hóa thiệu thì chẳng nhận ra ai, muốn yên ổn đưa hắn lên đường, rất khó. Dương Thanh Sơn lại lần nữa mở miệng. Tôi sẽ nghĩ cách, ngũ đế phong tán phù hoặc giả có tác dụng. Tôi tiếp tục nói. Dương Thanh Sơn từ một tiếng, hắn lại thu ánh nhìn về, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi một cái. Liễu dục chú sẽ giúp đỡ lớn cho cậu, từ bạch bì rất dễ giải quyết, kỳ thực, dựa vào dương toán mà cậu giác ngộ được trên đường đi, và cả tiềm lực mà cậu bộc phát ra khi đối mặt với cái xác kỳ thi đó, lại cộng thêm trận pháp phong thủy mà cậu chuẩn bị sẵn, từ bạch bì đã không thể nào là đối thủ của cậu rồi, huống hồ trong trận pháp phong thủy đó. Cậu còn chuẩn bị sẵn tiên thiên lập lục quẻ. Diệt ác diệt tận cùng, thủ đoạn ác đại biểu không nhất thiết là tâm ác mà là cứu càng nhiều người hơn đây cũng là một dạng thương xót tôi cúi đầu rồi lại gật gật đầu nói tiền bối nhắc nhở cực đúng về đi dương thanh sơn nói ra câu này rồi bèn đi về phía đầm nước vừa hay khác với phương hướng của tôi tôi cũng không dám ngừng nghỉ tiếp tục đi thẳng về khu trại sau đó ở trong sa trấn bèn không có chuyện gì khác nữa ngày hôm sau nghỉ ngơi nguyên một ngày Liễu dục chú và lão điếc săn về không ít thứ, sau khi qua quá trình sấy khô chế biến, có thể coi như lương khô ăn đường. Lại cộng thêm tôi cảm giác cơ thể của mình đã hồi phục được 7-8 phần rồi, bèn khởi hành lên đường vào ngày thứ ba, vào xa trấn xong, trở về theo hướng xa thành. Chỉ có điều, tôi vẫn đánh giá cao tình trạng cơ thể của bản thân, vốn dĩ lúc chúng tôi tới chỉ dùng hành trình khoảng 3 ngày, bởi vì nguyên nhân cơ thể tôi lại đi tới tận gần 7 ngày, mới về đến xa thành trong sa thành, nhìn thấy kiến trúc hiện đại hóa, nhìn thấy người đi đường qua lại, tâm trạng cả người cũng hồi phục khá nhiều. Tôi đồng thời tính toán một chút thời gian cả quá trình xuất hành, chỉ riêng ở trong sa mạc, chúng tôi liền đã tiêu hao khoảng 20 ngày. Lại cộng thêm thời gian đi đường cũng tốn mất thời gian mấy ngày, đến vùng đất kim thần thất sát này, thế mà đã gần tới một tháng rồi. Điện thoại đã có sóng, tin tức của khoảng thời gian này trong nháy mắt đều dùng tới, suýt nữa thì chết máy. Vốn Dĩ Phùng Quân còn đề nghị nói tìm một khách sạn nghỉ ngơi thêm đã, tôi trực tiếp từ chối luôn. Lần đó lúc từ nhà họ Phùng rời đi, thợ xây dựng Bèn từng nói, kỳ hạn công trình sẽ rút ngắn khoảng 10 ngày, ý tứ chính là một tháng Bèn có thể hoàn thành trước thời hạn. Tôi không ngờ rằng đến vùng đất Kim Thần Thất Sát này lại tiêu tốn thời gian lâu như vậy. Kể cả tính toán hết thảy, chúng tôi bây giờ có thể về ngay, sợ rằng đều chưa chắc đã theo kịp kỳ hạn công trình những lời mà Dương Thanh Sơn nói chuyện với tôi, cộng thêm nhận thức đối với bản thân của tôi, cùng với sự hiểu biết đối với liễu dục chú, rất rõ ràng từ Bạch Bì không mấy khả năng đối kháng với chúng tôi được bao lâu. Còn nữa, Dương Thanh Sơn nói cũng không sai, bố cục phong thủy tiên thiên lập lục quẻ, đều có thể khiến từ Bạch Bì chịu không nổi. Vấn đề bèn nằm ở chỗ, sau khi công trình hoàn thành xong, cho dù là có cổng chào trắng trước mũi xuyên tâm long đâm xuyên nguyên cả thành phố nội dương đó, tôi cũng lo lắng từ bạch bì sẽ có sự cảnh giác tình trạng tốt nhất ổn thỏa nhất chính là lúc tôi có mặt công trình hoàn tất từ bạch bì nhất định sẽ do cảnh giác mà rời khỏi phố cổ tới lúc đó dẫn dụ thêm chút tôi liền có thể đưa từ bạch bì tới bố cục phong thủy tiên thiên lập lục quẻ mà tôi xây sửa để những người khác đi giải cứu bà nội và từ thi vũ nếu như trong tình huống tôi không có mặt mà kinh động đến từ bạch bì trước vậy thì không biết được từ bạch bì sẽ trốn đến chỗ nào nữa bên người dẫn theo ngao sói chặn về liền không lên được máy bay vẫn cứ phải lái xe tôi đang chuẩn bị bảo phùng bảo đi thuê mấy người bọn họ thâu đêm không ngủ để đi đường chắc hai ngày là có thể về tới nhà họ phùng có điều tôi vừa nói ra ý tứ của mình xong thì phùng bảo cũng trịnh trọng bảo với tôi gia chủ đã tìm qua hắn rồi đồng thời cũng đã tìm phùng quân ngay từ mấy ngày trước liền đã nói kỳ hạn công trình sắp tới rồi chỉ có điều không có sóng bọn hắn mới vừa xem xong tin nhắn phùng bảo nói bây giờ lái xe đi về gấp kỳ thực phiền phức cũng không nhỏ đầu tiên xe đò vất vả khiến người mệt mỏi bọn hắn sẽ lập tức liên lạc với gia chủ lại bảo nhà họ thích cũng giúp đỡ vẫn cứ giống như lần trước đưa lưu văn tam bao một chuyến bay thế này vừa có thể nhanh chóng về tới thành phố nội dương cũng có thể có thời gian nghỉ ngơi đề nghị này của phùng bảo phải nói là giải quyết được việc cấp bách hắn đi nói chuyện với nhà họ phùng phùng quân thì đưa chúng tôi qua lái xe đi gấp về phía Hoàng Châu. Hoàng Châu có sân bay cách xa thành gần nhất. Đương nhiên, về nhờ vả của lão điếc, tôi không hề quên, cũng đã nhắc nhở Phùng Quân, Phùng Quân thì biểu thị, nói đưa chúng tôi tới sân bay xong, hắn sẽ bàn bạc với Phùng Bảo, để lại một người đi lan truyền tin tức ra ngoài, đồng thời làm nốt các công tác xử lý hậu quả. Trải qua 2 giờ đi đường cuối cùng, tới Hoàng Châu. Hành động của nhà họ Phùng và nhà họ Thích rất thần tốc, cũng vẫn là ứng với câu nói đó có tiền có thể sai khiến được cả ma quỷ không bao được chuyến bay thông thường nhưng nhà họ phùng và nhà họ thích lại tìm ra một chủ doanh nghiệp không nhỏ của địa phương thuê được máy bay tư nhân lên máy bay xong tim tôi mới coi như về đúng chỗ lúc ở trên máy bay tâm thái hoàn toàn bình ổn tôi lại xem đi xem lại chiếc la bàn cùng với mai rùa và cả nắm que gỗ cuối cùng có được đó những năm nay từ giai đoạn thời kỳ đó của lý âm dương bèn có người muốn vào trong kim thần thất sát. Bọn họ biết năng lực của cái xác kỳ thi đó sao? Hay là vì âm dương thuật mà đi? Bên cạnh chúng tôi không có bất cứ người biết chuyện nào, kỳ thực dẫn đến việc chúng tôi cũng đều không biết, thứ quý giá nhất ở trong đó, rốt cục là thứ gì? Ngô Mậu khả năng là một trong số người biết chuyện, từ chỗ sư phụ y có được manh mối, nhưng hiện giờ Ngô Mậu cũng đã chết rồi. Bây giờ thứ cầm ra ngoài, cũng chỉ còn lại ba món đồ này nếu không phải dương thanh sơn sợ rằng đến cả ba món đồ này cũng đều không đem ra ngoài được ngoài ra tôi lại nhớ đến những lời ngô mậu nói khi bị nhập vong lờ mờ ý tứ biểu đạt ra ngoài là cái xác kỳ thi đó lắp kép dùng tới bảy cái xác thanh thi ngoài cái đầu ra thì trong đó còn có xác thanh thi của âm dương tiên sinh thậm chí còn có khả năng những xác chết đó toàn bộ đều là âm dương tiên sinh hơi phân tích thêm chút tôi liền suy đoán ra một sức cám dỗ chủng loại âm dương thuật ở trong đó cực nhiều. Thông tin càng nhiều thêm thì tôi lại không phân tích ra được, đương nhiên, năng lực của sát kỳ thi càng đáng sợ hơn, tấn công là chỗ yếu đuối nhất trong nội tâm con người. Có điều đây cũng là mệnh số, các về với các bụi về với bụi, có thể bảo toàn tính mạng rời đi, đồng thời hủy bỏ địa giới đó, cũng coi là làm chút việc tốt cho người của giới âm dương sau này. Đồng thời, về chuyện của tưởng bàn, và cả kim thần thất sát, Tôi cũng có thể nói lại với Lý Âm Dương rồi. Thời gian trên máy bay, tôi cảm thấy trôi qua càng nhanh hơn. Đợi lúc máy bay hạ cánh, tôi nhìn thời gian một phát, đã vào khoảng 5, 6 giờ chiều rồi. Từ sân bay ra ngoài, bèn dưới sự dẫn đường của Phùng Quân, lên xe, đi gấp về phía nhà họ Phùng. Chỉ có điều, xe chúng tôi vừa tới nửa đường, Phùng Quân liền nhận được một cuộc điện thoại. Tốc độ xe của chúng tôi đều chậm hơn không ít, Phùng Quân do dự một chút, mới nói với tôi là tiên sinh, là gia chủ liên lạc với tôi, ông nói thông tin cậu về cũng đã thông báo một chút với Trâu vi dân rồi, dù gì bên phía nội dương, bọn họ cũng tạo rất nhiều điều kiện. Khoảng thời gian gần đây, bọn họ cũng rất lo lắng cho tình trạng an toàn của cậu. Bây giờ Trâu vi dân đang ở nhà họ phùng đây, muốn đưa cậu đi gặp cấp trên của anh ta. Gia chủ bảo tôi hỏi cậu trước, xem xem ý tứ của cậu. Bây giờ cũng không biết, ý của mấy người Trâu vi dân là gì có phải là có chuyện muốn nhờ cậu giúp đỡ không? Đầu mày tôi hơi nhíu lại. Kỳ thực điện thoại của tôi cũng có tin nhắn của Châu Vi Dân, chỉ có điều tôi không có tâm trí để trả lời, tin nhắn đó cũng là hỏi tình hình an toàn. Bọn họ gấp rút thế này, tôi còn chưa tới nơi, liền đã qua nhà họ phùng trước, như vậy là có chuyện cần kiếp gì? Thời gian dài như vậy tới nay, phía trên thành phố Nội Dương cung cấp viện trợ và tiện lợi cực lớn, đặc biệt là lần trước lúc đối phó với Trương Nhĩ, màn kịch đó cũng diễn đủ thật. Không chỉ lần này, mà còn nhiều lần trước đó, bọn họ đều toàn lực phối hợp. Châu Vi Dân từng nói cấp trên của anh ta muốn gặp tôi, cũng đã nói không chỉ một lần. Tôi đều bởi vì nguyên nhân thời gian mà từ chối khéo, có điều tôi cũng hứa sẽ gặp mặt. Bọn họ trước đây đều chưa từng thúc giục tôi, lần này lại tỏ vẻ rất gấp gáp, bèn khiến nghi hoặc trong lòng tôi càng nhiều hơn. Trong lúc tôi suy nghĩ, xe của phùng quân cũng đã đi thẳng về phía nhà họ phùng thời điểm này trên đường đang là giờ cao điểm lái xe đi đường tốn mất tầm tiếng đồng hồ đợi lúc tới nhà họ phùng phùng chí vinh thích lan tâm trần mù lưu văn tam hà thái nhi bao gồm cả một loạt người của trường thanh đạo quán toàn bộ đều có mặt đồng thời tôi còn nhìn thấy một người thợ xây dựng rất quen mắt châu vi dân cũng có mặt anh ta đang đi đi lại lại trong sân liên tục nhíu mày biểu cảm chẳng mấy tự tại sau khi chúng tôi vào trong sân, Ngao Sói vẫy đuôi đến trước mặt Trần Mù. Tay Trần Mù đang kẹp một điếu thuốc, vỗ vỗ đầu Ngao Sói. Tôi không lập tức qua nói chuyện với Trâu Vi Dân, trước tiên gật gật đầu với anh ta, dùng ánh mắt biểu thị chào hỏi. Trâu Vi Dân rõ ràng hiểu ý tứ của tôi, cũng gật gật đầu, đồng thời đi ra phía ngoài cổng. Vào thẳng trong sảnh chính, tôi trước tiên gọi chú Văn Tam, dì Thái, cùng với chú Trần Song, lại nói chuyện vài câu với Phùng Chí Vinh và Thích Lan Tâm. Rõ ràng bọn họ có rất nhiều điều muốn hỏi, có điều đều cố nhịn không nói nhiều, chỉ bảo kỳ hạn công trình sắp tới rồi, cũng chỉ là chuyện 2-3 ngày tới nữa thôi, thợ xây dựng đang đợi ở đây, chính là để hỏi thái độ của tôi, bởi vì bên chỗ cổng chào có chút vấn đề. Trong lúc nói, Phùng Chí Vinh lại vẫy vẫy tay, người thợ đó lập tức tới trước mặt tôi. Trong thời gian này, đương nhiên có người khác của nhà họ Phùng đi tiếp đón liễu dục chú. Người của trường Thanh Đạo Quán thì càng là dùng hết sự chú ý lên trên người liễu dục chú. Người thợ xây đến trước mặt tôi xong, hắn dè dặt thận trọng nói, la tiên sinh, cái cổng chào gia tiên đó, đang liên tục bong gạch, lúc nào cũng đều có công nhân ở đó canh chừng, có điều đã dựng láng, không cho bất cứ ai vào trong xem, đến cả hoàng bì tử cũng đều không vào trong được, bong một viên, bù một viên, tôi sợ có vấn đề. Những lời này của người thợ, lập tức khiến lòng tôi hơi kinh. Bong gạch, đầu mày tôi nhíu chặt, Nguyên nhân bông gạch này đơn giản, bố cục phong thủy thành phố nội dương sắp xây dựng xong rồi, xuyên tâm long sắp thành, thứ tử khí này sắp đâm xuyên vào trong con phố cũ. Tôi trước đây dùng cổng chào gia tiên để chặn tử khí lại, nhưng thành phố nội dương quá lớn, tử khí quá nặng. Cổng chào, không chặn nổi. Sợ rằng đợi bố cục phong thủy xây dựng hoàn tất, cổng chào sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Trong đầu tôi nhanh chóng suy diễn phân tích, đồng thời trầm giọng nói, các anh bịt cổng chào lại, chắc có không ít hoàng bì tử tới nhỉ. Người thợ lập tức liền gật gật đầu, tốc độ của hắn không khác gì gà mổ thóc cả. Có điều hắn cũng lập tức nói, bà cụ hà dặn, trầm rộ giết gà, cung phụng tam sinh, còn mời rất nhiều người tới nhảy ương ca, còn viết một cáo thị rất lớn, chính là nói cổng chào sắp hoàn tất, xây sửa đoạn cuối, sẽ phủ vải đỏ, cuối cùng mới sẽ mở ra. Vốn dĩ lúc hôm đầu tiên bịt lại, có không ít hoàng bì tử muốn tới nhìn trộm, làm theo lời bà cụ Hà nói xong, chúng nó liền không tới nữa, đợi tới giờ giết gà, liền ra ngoài uống tiết gà, ăn đầu gà, thậm chí trong phố cổ còn có không ít người, cũng cùng nhảy ương ca. Những người đó đều hệt như chúng ta vậy. Những lời này của người thợ, lập tức khiến tôi thở vào một tiếng. Bản lĩnh tùy cơ ứng biến này của bà cụ Hà rất mạnh, nếu không phải bà cụ làm thế này, kể cả là không bị lộ tẩy, từ bạch bì cũng đều sẽ phát giác ra chỗ của vấn đề tôi cúi đầu trầm tư lúc này trần mù lại đột nhiên mở miệng nói thập lục chuyện của đám người trâu vi dân tạm thời không quản được chuyện khu phố cũ mày phải nhanh chóng nhúng tay vào không biết lúc nào lại sẽ xuất hiện biến cố chú trần cháu biết rồi nói xong tôi hít sâu một hơi lại lập tức hỏi phùng chí vinh những đạo trưởng còn lại của nhà họ liễu đâu phùng chí vinh lập tức bèn bảo với tôi lúc chúng tôi xuất phát rời đi bọn họ liền đã theo sự sắp xếp của hai vị đạo trưởng Liễu Hóa Minh, Liễu Hóa Dương, phân tán ra, toàn bộ đều tản tới gần chỗ xây dựng bố cục phong thủy rồi, cụ thể bọn họ ở đâu, ông ta cũng không biết. Đồng tử mắt tôi co mạnh một phát. Liễu Dục chú cũng đã tới sảnh chính, gã bình thản mở miệng nói, "Yên tâm, bọn họ sẽ không đánh trắng động cỏ, lúc cần hiện thân, tuyệt đối sẽ hiện thân." Nói rồi, Liễu Dục chú không tiếp tục nói thêm gì khác nữa, chỉ hỏi tôi dự định thế nào tôi trầm ngâm nghĩ ngợi hồi lâu xong mới nói sắp xếp của bà cụ hà đừng cắt ngang kỳ hạn công trình tiến hành bình thường cổng chào trực tiếp xây dựng hoàn tất nhưng đừng kéo vải xuống cổng chào hoàn tất sẽ chặn mũi xuyên tâm long đang dần hình thành này lại ít nhất bây giờ sẽ không tiếp tục bong gạch nữa có điều giây phút bố cục phong thủy hình thành nó có khả năng sẽ sụp đổ liễu đạo trưởng anh cần thông báo một chút với tiền bối nhà họ liễu tôi còn sẽ tổ chức một buổi lễ mừng ở trong khu phố cũ, sẽ tổ chức rất lớn, rất long trọng, người trực tiếp toàn bộ đều vào trong khu phố cũ. Trong tình huống này, từ bạch bì không tiện ngăn, chắc cũng sẽ không ngăn lại, các anh tới trước cổng nhà lão chúc mừng, trên cổ của mỗi người, đều phải đeo một sâu đầu gà. Tâm mày liễu dục chú nhíu lại trong tích tắc, rồi lại giãn ra, được. Tôi hít sâu một hơi, lại tiếp tục nói, liễu đạo trưởng, phải tuổi thân anh bị trói lại, anh cũng là lễ vật. Cùng lúc nói xong, tôi đồng thời ngẩng đầu lên nhìn đối diện với Liễu Dục chú. Lần này, sắc mặt của Liễu Dục chú lại không hề có tí chút biến đổi nào. Từ, lão muốn lấy cánh tay tôi, cậu trói tôi qua, cũng hợp lý. Ánh mắt tôi hướng lên trên người thợ xây dựng ở bên cạnh, tiếp tục trầm giọng nói, thời gian hoàn tất, bèn chốt vào lúc đó đi. Người thợ nghe nửa hiểu nửa không, hắn thăm dò hỏi, ý là, phải hoàn tất đồng thời với lễ mừng đúng không rõ ràng người thợ này hơi hiểu được vài phần nhưng biết không nhiều dù sao chuyện này không cách gì che giấu triệt để được cả bản thân khu phố cũ có bao nhiêu hoàng bì tử như vậy bèn đã kỳ dị khác thường rồi đặc biệt là trong tình huống cổng chào có vấn đề bọn họ nghĩ cách giải quyết bà cụ hà nhúng tay vào ít nhiều gì bọn họ cũng sẽ biết được vài phần tôi gật gật đầu biểu thị hắn lý giải không sai người thợ cúi đầu nghĩ ngợi một lát sau nói Tôi về bàn bạc, xem xem cụ thể sẽ ấn định vào thời gian nào, sau đó lập tức tới thông báo cho La Tiên Sinh và nhà họ Phùng. Được. Tôi gật đầu đồng ý. Người thợ này lập tức quay người, đi ra khỏi nhà họ Phùng. Liễu dục chú đột nhiên lại nhìn sang tôi, nói, cậu xác định cậu ổn chứ? Tôi thở hắt ra một hơi dài, nói, nghỉ ngơi hòm hòm rồi, cả quãng đường đều đang nghỉ ngơi dưỡng sức, hơn nữa còn có thời gian 2-3 ngày, tôi không vấn đề. Liễu dục chú ừ một tiếng, không tiếp tục nói thêm, đi thẳng luôn về phía hậu viện. Tôi lại lần nữa nhìn sang Lưu Văn Tam và Trần Mù. Lưu Văn Tam sờ sờ trảm quỷ đao trên thắt lưng, ánh mắt không nói cũng hiểu. Chú Văn Tam, chú Trần, cháu sẽ cố nhanh sắp xếp xong toàn bộ, các chú cứ án binh bất động đã. Tôi mở miệng nói. Yên tâm đi thập lục, gì sẽ trông kỹ chú Văn Tam mày. Hà Thái Nhi khẽ nói, ra hiệu cho tôi đừng lo lắng. Còn về trần mù, thì tôi không lo, lão đủ điềm tĩnh, hơn nữa rõ ràng sau khi Trương Nhĩ chết xong, lão lại khôi phục lại trạng thái gặp biến không hoảng thường nhật trước đây. Tiếp đấy tôi lại dặn dò Phùng Chí Vinh và Thích Lan Tâm mấy câu, nhờ bọn họ hai ngày này đừng đi đâu hết, sẵn sàng nghe sắp xếp của tôi bất cứ lúc nào, sau đó tôi mới đi ra phía ngoài cổng nhà họ Phùng. Chuyện đối phó với từ Bạch Bì đã sắp xếp thỏa đáng, tôi cảm thấy chắc sẽ không xảy ra sơ suất gì chỉ cần xác định thời gian hoàn tất cuối cùng, tôi liền có thể sắp xếp tất cả mọi người ai tới vị trí người đó, hình thành thiên la địa võng đối phó với Từ Bạch đi. Có điều, chuyện này của Trâu Vi Dân, tôi cũng phải hỏi xem rốt cục là tình trạng nào, còn có thể kéo dài thêm được không. Tôi nhanh chân đi ra khỏi nhà họ Phùng, Trâu Vi Dân đang ở bên đường hút thuốc. Sau khi tôi qua xong, anh ta lập tức liền dụi tắt thuốc, trên mặt nở nụ cười, "La tiên sinh, nói chuyện xong rồi." Trâu Cảnh Quang là chuyện gì mà cần gặp tôi gấp thế? Đầu mày tôi hơi nhíu lại, lần này tôi không đợi trâu vi dân mở miệng nói trước, liền lập tức nói tiếp, tôi đích thực còn có việc rất cần kiếp, không cách gì rút ra được. Trâu vi dân rõ ràng có chút lúng túng, anh ta quệt quệt mồ hôi trên trán, cười khổ nói, là tiên sinh, tôi đúng thật biết cậu bận, chuyện thì không phải chuyện lớn, nhưng ồn ào đúng là khá nghiêm trọng, chứ không bên trên cũng chẳng gấp rút bảo tôi tới tìm cậu thế này. Không phải chuyện lớn, đầu mày tôi hơi hơi giãn ra chút ít bảo trâu vi dân nói hơn nữa tôi hơi có chút dự định nếu như sự việc không nghiêm trọng nói không chừng chú trần có thể giải quyết không được nữa tôi cũng có thể tìm một số phong thủy tiên sinh của thành phố nội dương đi xử lý trâu vi dân tìm tôi rất đơn giản cấp trên bọn họ không phải người nào đều tin cũng sẽ không gặp thêm người trên phương diện này của chúng tôi nghe xong chuyện tôi lại đi sắp xếp thì sẽ khác trâu vi dân gật gật đầu nói rồi là tiên sinh tôi trước tiên kể với cậu đã, cậu nếu như có thể cho tôi một cách giải quyết việc cấp bách này trước, chưa chắc bây giờ liền phải đi gặp cấp trên tôi ngay. Tôi không tiếp tục mở miệng ngắt lời Trâu Vi Dân. Anh ta cúi đầu nghĩ ngợi một lát, rồi mới nói, chuyện là như thế này, khoảng chừng 10 ngày trước, trong một khu dân cư của thành phố, bắt đầu xuất hiện một số chuyện lạ, sự việc khá kỳ dị, có một người đàn bà ở trong khu dân cư đốt vàng mã, khiến cả một căn nhà đều cháy, gây ra hỏa hoạn không nhỏ. Tiếp sau đó, cô ta toàn là nửa đêm nửa hôm xuất hiện ở khu dân cư, liên tục quỳ ở trong khu dân cư khóc, bảo vệ của khu dân cư đó không cách gì giải quyết, báo án lên, cảnh sát dân sự bọn tôi qua cũng điều tiết không xong, hơn nữa rất quái dị là ban đầu còn có thể điều tiết được, sau đó cảnh sát đều không lại gần cô ta nổi, cứ đến trời tối. Là trong khu dân cư liên tục sương mù mờ mịt, có thể nghe thấy tiếng, nhưng không tìm thấy người. Còn đợi lúc trời sáng, thì càng không thấy tung tích người đâu. Khu dân cư đó tên là Phượng Hoàng Uyển, là một khu nhà giàu của thành phố Nội Dương, trú ở trong đó, đa phần là thương nhân có tiền có địa vị xã hội, áp lực của bên trên rất lớn. Chứ nếu không, cũng chẳng vội vàng tới tìm la tiên sinh cậu. Có điều tôi cảm giác, chuyện này đối với cậu mà nói, chắc là chuyện nhỏ. Châu Vi Dân nói xong, lại quệt quệt mồ hôi trên trán. Anh ta cười khổ, lại nói, la tiên sinh cậu cũng lượng thứ, mệnh lệnh nghiêm ngặt, hơn nữa những người khác chúng tôi cũng không dám tùy tiện tin tưởng. Những lời này của Châu Vi Dân lại khiến đồng tử mắt tôi co mạnh, mặt hơi biến sắc. Người đàn bà mà anh nói đó có phải tên là Trần Dung Dung không? Tôi trực tiếp hỏi thẳng. Châu Vi Dân thì ngược lại ngẩn luôn ra, anh ta kinh ngạc nhìn tôi, mặt đầy ngạc nhiên. La tiên sinh, cậu bói ra rồi. Châu Vi Dân dùng sức nuốt một miếng nước bọt. Tôi trầm mặt, sau đó ngửa đầu nhìn nhìn trời, lúc này sắc trời đã gần đến hoàng hôn. Gần 10 ngày trước, Ngô Mậu chết trong kim thần thất xác Gần 10 ngày trước, Phượng Hoàng Uyển bắt đầu có vong tác quái. Thời gian này gần như có thể nói là trùng khớp liền mạch. Ngô Mậu chắc đã dùng thủ đoạn đặc thù để trấn Dư Sơn, y chết rồi, cái xác sống Dư Sơn này, bèn không trấn nổi nữa. Tôi đã từng nói với Lưu Văn Tam, xác sống không hóa sát, sẽ dần dần thối rửa, sau khi thối rửa xong, liền biết được bản thân đã chết rồi chúng sẽ trở nên rất dữ từ trước khi rời khỏi nội dương tôi cũng đã nhìn thấy phù mà ngô mậu trấn biệt thự có điều lại không nhìn kỹ thế nhưng trong đây cũng có vấn đề thông thường phong thủy tiên sinh vẽ phù rất ít nghe nói phong thủy tiên sinh chết rồi phù sẽ mất tác dụng hoặc là trong đó xảy ra vấn đề gì có người đã động đến phù hoặc chính là suy nghĩ ban đầu tiên đó của tôi ngô mậu đã dùng thủ đoạn đặc thù có điều thủ đoạn đặc thù này là gì phải đi qua xong mới biết được còn nữa chính là trần dung dung hiện giờ rõ ràng là bị nhập vong tôi bắt đầu từ trên người cô ta chắc cũng có thể có được một ít thông tin sự việc này đối với tôi mà nói đích thực là chuyện rất nhỏ trần mù có thể giải quyết có điều sự việc này đúng thật là không thể giao phó cho trần mù dư sơn coi như là đơn hàng đầu tiên mà tôi nhận dựa vào thủ đoạn xem tướng bây giờ ngô mậu đã chết hắn cũng có nhân quả của tôi ở trong, tôi cần phải qua giải quyết. Châu Cảnh Quan, thôi không đi gặp cấp trên của anh nữa, giúp tôi kéo dài thời gian chút. Sự việc này tôi đêm nay liền sẽ xử lý xong. Tư duy xác định, tôi mở miệng nói. Rồi, tôi lập tức báo với bên trên một tiếng. Nếu như không phải xếp áp lực cũng lớn, đã chẳng bây giờ tới phiền La Tiên sinh rồi. Châu Vi Dân hào hứng nói. Anh đi gọi điện thoại trước, rồi đợi tôi mấy phút tôi xuất phát cùng với anh. Tôi lại dặn dò một câu, xong bèn quay lại phía cổng chính nhà họ Phùng. Đợi lúc tôi vào trong sân, Phùng Chí Vinh và Thích Lan Tâm đang nói chuyện, Trần Mù và Lưu Văn Tam cũng vẫn chưa đi. Bọn họ đều hơi có chút ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi vừa đi lên trước, vừa tiện tay lấy định la bàn ở trong túi ra. Sau khi đến trước mặt Lưu Văn Tam xong, tôi đem định la bàn giao cho lão, nói, chú Văn Tam, phiền chú chạy một chuyến, đưa cho thương tượng, xem anh ta có thể sửa được không, tốt nhất là có thể sửa xong trong vòng 2 ngày, thời gian này còn phiền chú ở bên đó giúp cháu canh chừng. Tôi trịnh trọng dặn dò. Định la bàn quá quan trọng, tôi đúng thật không dám giao cho người khác đi xử lý việc này. Do kim chỉ của định la bàn đã hỏng, lúc tôi lấy ra ngoài, cây kim đó liền đang lắc lư một cách không quy tắc, còn có chút dấu hiệu muốn rớt ra ngoài. Lưu Văn Tam đều sợ ngẩn cả ra, con ngươi lão trợn tròn vo, nhỏ giọng thì thầm một câu, định la bàn đều bị làm hỏng luôn rồi. Thập lục, xong việc mày kể tường tận cho chú Văn Tam nghe, chúng mày đều đã gặp phải những cái gì, đây là định la bàn cơ mà, thành bộ dạng thế này nữa. Tôi cười khổ, nói chuyện này xong việc tôi nói kỹ với lão, chỉ hy vọng định la bàn có thể sửa được. Lưu Văn Tam cũng trở nên trịnh trọng, gật đầu nói, chú thấy là thương tượng chẳng vấn đề gì đâu, lão là thợ đồng giỏi, chuẩn sẽ sửa được cho mày. Lưu Văn Tam lại gọi thêm Trần Mù, bảo lão cùng đi theo. Tôi đơn giản bàn giao mấy câu với Phùng Chí Vinh, bảo với ông ta tôi cần đi làm một việc, còn sẽ dây dưa thêm đêm nay, nếu như có biến cố gì, bảo ông ta kịp thời tìm liễu dục chú. Phùng Chí Vinh lập tức biểu thị hiểu rõ, tôi lúc này mới lại lần nữa từ nhà họ Phùng rời đi. Châu Vi Dân ở bên ngoài, đã lái sẵn xe đang chờ tôi rồi. Sau khi tôi lên ghế lái phụ xong, anh ta lập tức đạp chân ga một phát, xe lái về phía trước. Trâu Vi Dân bảo với tôi một cách ngắn gọn xúc tích, rằng là anh ta đã nói chuyện qua với bên trên rồi, bên trên biểu thị đồng ý, chỉ cần tôi có thể giải quyết được sự việc này, xong việc gặp sau, cho tôi quyết định thời gian. Tôi ừ một tiếng, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đồng thời trong tay lấy ra chiếc la bàn còn lại. Vuốt ve tầng phong thủy bàn thứ 18 ở bên rìa la bàn, tôi lại nhìn kim chỉ thiên bàn của nó nếu như dự định sẵn cho tình huống xấu nhất định la bàn không sửa được hoặc là trong hai ngày hôm nay không sửa được thì tôi liền phải dùng chiếc la bàn này một khoảng thời gian rồi đương nhiên đối phó với từ bạch bì chủ yếu nhất đã không còn là la bàn nữa bởi vì tôi chắc sẽ không đến mức phải dùng la bàn để trấn xác hơn nữa bố cục phong thủy được xây dựng phương vị tốc độ của nó toàn bộ đều là do tôi định ra không cần bất cứ công cụ phong thủy nào tôi đều có thể liếc mắt là định vị được đây cũng là nguyên do khiến viên hóa thiệu sử dụng tiên thiên thập lục quẻ, lời ra quẻ thành. Tim tôi hơi đập nhanh, bởi vì tôi cũng muốn thử nghiệm thủ đoạn đó. Không biết là bản thân có thành công được không? Nếu như tôi có thể thành sự, thủ đoạn mạnh nhất để đối phó từ bạch bì, chính là chiêu này. Nếu như tôi không thành công nổi, vậy thì phải để liễu dục chú ra tay, hơn nữa nhà họ liễu còn có bao nhiêu đạo sĩ như vậy. Trong lúc suy nghĩ, tôi cực lực khiến bản thân vẫn giữ nguyên toàn bộ cảnh giác sư tử vồ thỏ đều cần dốc toàn lực trong khi từ bạch bì còn tuyệt đối không phải thỏ lão ta là từ bạch bì có thể thuần dưỡng hoàng bì tử bạo lực khát máu khiến người ta nhắc đến là mặt biến sắc nghe tiếng là sợ mất mật trong lúc suy nghĩ ngoài cửa sổ liên tục có gió lùa vào trong châu vi dân hỏi tôi có cần đóng cửa sổ lại không tôi lắc đầu nói không cần rời khỏi sa mạc thứ gió lạnh thông thường này đều thổi khiến tâm trí tôi tĩnh lặng. Đợi lúc xe đến bên ngoài khu phượng Hoàng Uyển quen thuộc, tôi dẹp bỏ tất cả tư duy. Lúc này trời còn chưa triệt để vào đêm. Chỉ có điều, khu dân cư phượng Hoàng Uyển mang vẻ quạng cu ẻ khác thường. Kiểu quạng cu ẻ này là quạng cu ẻ do dân cư giảm bớt, lát đắt lẻ tẻ có thể nhìn thấy mấy người bảo vệ đều đang lượn lờ ở cổng khu dân cư. Thần sắc bọn họ đều không mấy bình thường, trong mắt ánh lên vẻ sợ hãi và hoảng hốt chúng tôi tới trước barrier bảo vệ đang gác ở cạnh còn hơi có vẻ nghi ngờ sợ hãi hỏi chúng tôi là người của hộ nào không phải đều bảo tạm thời chuyển đi rồi sao tại sao lại quay về nữa Châu vi dân trực tiếp chìa giấy tờ ra bảo vệ lập tức không nói một lời mở cho chúng tôi vào trong có điều chúng tôi vừa vào trong chưa được mấy mét tôi liền loáng thoáng nghe thấy có người thảo luận nói quan dương cũng chẳng quản nổi chuyện của người chết không cẩn thận còn phải gây ra chết người lại có người đang nói trên xe chẳng phải còn có một tiên sinh mặt đường phục sao không chừng có thể giải quyết được hắn hình như có chút quen mắt bọn họ không ngừng thảo luận mà vào trong khu dân cư tốc độ xe của châu vi dân liền giảm xuống lúc này trời còn chưa tối vẫn chưa hề có sương mù mấy phút sau anh ta liền cho xe đổ lại ở bên ngoài biệt thự của dư sơn chỗ không xa bên cạnh biệt thự của ngô mậu đã thành một đống đổ nát Càng kỳ dị hơn nữa là, mấy tầng lầu bị cháy rồi, những vách tường đổ nát đó lại còn giống như một cái đầu ác quỷ. Hốc mắt lõm sâu, đầu lâu u ám, cái miệng răng như răng cưa, cực kỳ trừu tượng, càng khủng khiếp trợn người hơn. La tiên sinh, là chỗ này đây. Châu Vi Dân đẩy mở cửa xe, bước xuống. Tôi cũng theo sát anh ta xuống xe, Châu Vi Dân chỉ chỉ căn biệt thự bị thiêu hủy đó, giọng điệu anh ta hơi có chút mất tự nhiên, nói, La tiên sinh, cậu toàn bộ đều bói ra rồi. Tôi ngay lập tức liền hiểu ra, Châu Vi Dân hỏi vẫn là cái chuyện vừa nãy tôi nói ra tên của Trần Dung Dung đó. Bởi vì trước đây tôi cũng không giải thích gì với Châu Vi Dân. Không phải là bói ra, chuyện này bản thân bèn có liên quan tới tôi. Tôi mở miệng nói. Mặt Châu Vi Dân lập tức toàn vẻ thắc mắc. Mang những chi tiết mà mấy ngày nay các anh tìm hiểu được, kể lại một lượt nữa với tôi. Tôi nhìn biệt thự của Ngô Mậu một cái, rồi lại quay đầu hướng ánh nhìn lên trên biệt thự của dư sơn trâu vi dân hít sâu một hơi rồi mới nói chuyện mà trần dung dung làm tôi đều đã nói với la tiên sinh rồi không có thêm chi tiết gì nữa chúng tôi tìm hiểu được cũng là vấn đề liên quan đến người nhà này căn biệt thự này là của một người làm buôn bán tên là dư sơn dư sơn đã mất tích thời gian rất dài rồi căn nhà ở bên cạnh này đang trú một vị phong thủy tiên sinh trần dung dung là vợ của dư sơn Quái dị là, cô ta và vị phong thủy tiên sinh ngô mậu này lại đến với nhau, ngô mậu trước mắt không rõ tung tích, cô ta lại đột nhiên đốt nhà của ngô mậu, sự việc này bản thân bèn chỗ nào cũng có vẻ kỳ dị. Đây cũng là nguyên nhân bên trên muốn trực tiếp tìm cậu. Đôi ba câu của Châu Vi Dân đều nói tới trọng điểm. Ngừng lại một chút, Châu Vi Dân tiếp tục nói, điều tra ra những thông tin này, chúng tôi kỳ thực nghi ngờ Dư Sơn đã bị hại, nhưng sự việc này tạm thời không có căn cứ cộng thêm trần dung dung ngày ngày khóc tan khiến cho dân tình hoang mang nguyên nhân chủ yếu vẫn là doanh nhân ở đây địa vị xã hội đều không thấp nói rồi mặt trâu vi dân lộ vẻ khổ sở dư sơn đích thực đã chết ngô mậu cũng chết rồi tôi giọng điệu bình thản trực tiếp mở miệng nói luôn đồng tử mắt trâu vi dân co mạnh mặt cũng liên tiếp biến sắc tận mấy lần dư sơn là bị ngô mậu hại ngô mậu tôi cúi đầu nhìn đạo phù ở cổng căn biệt thự của dư sơn kỳ thực phù văn này không hề bị phá hoại theo lý thì không hề mất tác dụng như thế này dư sơn cho dù là xác sống phá xác đi nữa cũng không nên ra ngoài được mới phải đầu mày tôi hơi nhíu lại chuẩn bị đi vào trong đồng thời tôi cũng dùng một câu đơn giản nói cho trâu vi dân biết ngô mậu là bị một tảng đá đè chết hơn nữa tôi bảo anh ta đừng theo tôi vào biệt thự cứ ở ngoài canh chừng Châu Vi Dân rõ ràng còn có lời muốn hỏi, có điều cuối cùng vẫn không mở miệng hỏi thêm. Cổng biệt thự đang để mở, không khóa, tôi trực tiếp từ chỗ cổng sắt bước vào trong. Cỏ dại ung tùm không chỉ mọc đầy bồn hoa, mà còn mọc đầy khe đất, phải cao đến thắt lưng rồi. Dây hoa hồng ở chân tường thì càng sinh trưởng lộn xộn, bông hoa hồng không có vẻ tươi thắm, mà ngược lại toát ra màu đỏ thẫm như máu huyết vậy, tràn ngập chết chóc và đau thương. Ngày đó trình độ âm thuật của tôi không cao, Dương Toán cũng chỉ dính dáng được chút ít, ngoài một số vấn đề nhỏ trên phong thủy của căn biệt thự bên cạnh, cùng với nhìn ra tướng mặt của Dư Sơn là tướng phá tài và tướng cách gian môn có nốt ruồi ra, nhưng thứ còn lại đúng thật là chẳng nhìn ra. Còn về Dư Sơn vì sao mà chết, ngô mậu lại đã làm gì, thì việc này tôi càng không biết được. Đi qua sân vườn hoang vắng, tôi vào trong tầng 1 của biệt thự. Cả tầng lầu cũng đồng thời toát lên một thứ cảm giác hoang vắng, có điều lại rất sạch sẽ thậm chí là sạch sẽ một cách bất thường, sạch sẽ đến mức không chút sinh khí và hơi người. Ánh sáng bên ngoài dần trở nên tối đi, ánh tàn dương tan hết, màn đêm sắp buông xuống. Trong căn biệt thự này, đích thực không sạch sẽ. Không vương hạt bụi là thói quen của quỷ quái, nói là thứ bẩn thiểu, trên thực tế lại sợ nhất bẩn, ngô mậu cũng đúng thật là độc ác, để cho Dư Sơn ở trong đây, ngày ngày nhìn y và Trần Dung Dung chàng chàng thiếp thiếp, tình tình tứ tứ, tôi thực sự không biết, giữa bọn họ có thù oán như thế nào. Dư Sơn, không cần phải trốn tôi, ra đây đi. Tôi trầm giọng mở miệng. Tiếng nói của tôi hình thành hồi âm trong tầng một, lẫn vẫn không dứt. Sắc trời bên ngoài, ngày càng tối sầm hơn. Căn biệt thự này trong ngoài không giống nhau, Dư Sơn ở đây trong thời gian dài, đây sớm đã là hung trạch âm trạch, dưới âm khí nặng nề, căn bản không có khác biệt giữa ban ngày và ban đêm, hắn muốn ra ngoài liền có thể ra ngoài chỉ có điều tiếng nói của tôi từ từ lặng lại rồi tiêu tan trong không khí nhưng dư sơn thì vẫn không có dấu hiệu xuất hiện qua hồi lâu bên tai tôi đột nhiên nghe thấy âm thanh tí tách tí tách giống như đường ống đang rò nước vậy ngay tiếp đó phía bên trên đỉnh đầu tôi truyền lại tiếng bước chân loẹt xoẹt loẹt xoẹt giống như người ta đang đi qua đi lại tôi hơi nheo mắt ngửa đầu nhìn lên trên trên trần nhà giống như có một dấu vết hình người toàn bộ cái vết này giống như bị nước thấm đẫm vậy trên mặt thì có mấy cái lỗ là khô ráo, rõ ràng là mắt và miệng. Tôi tới tiễn anh yên nghỉ. Tôi lại lần nữa mở miệng, giọng nói càng bình thản hơn. Tiếng nước nhỏ dọc dường như trở nên nhanh hơn không ít, bước chân trên lầu cũng càng vội vã, thẳng thốt bên tai tôi dường như còn nghe thấy có người đang nói. Như là lừa đảo, con đỉ, tiền. Mấy chữ này đang gấp rút nổ ầm bên tai tôi, giọng điệu càng giống như đang chửi bới. Tôi hơi nheo mắt lại, rút la bàn ra, đặt phẳng phía trước người. Số tầng của chiếc la bàn này kém xa so với định la bàn, kim chỉ chuyển động như bay, chỉ có điều rất nhanh liền chậm lại. Tiếng ảo giác bên tai tôi thì biến mất không thấy nữa, thậm chí cả tiếng bước chân đó cùng với tiếng nước nhỏ giọt cũng không còn nữa, giống như là ảo giác vậy. Tôi bình tĩnh sải bước, vững vàng đi lên phía trên tầng. Rất nhanh, tới tầng 2 rồi, tôi mới phát hiện, bắt đầu từ cổng hành lang, trên mặt đất bèn toàn là tiền âm phủ và còn không ít hình nhân giấy. Hình nhân giấy này đều là một số trinh nữ. Cửa một gian phòng của tầng 2 đang để mở, tôi nhanh chân đi về phía bên đó. Đợi đến trước cửa phòng, nhìn vào trong một cái, phát hiện đây là phòng ngủ. giường chiếu gọn gàng sạch sẽ, mà ở ban công lại có một chiếc ghế dựa, trên ghế phủ một tấm thảm, bên trên tấm thảm đó dường như đang nằm một người, chỉ có điều vị trí đầu, bị một chiếc mũ che lại. Dư Sơn. Dừng bước ở cửa, tôi trầm giọng mở miệng, trên mặt không chút gợn sóng. Bên trong căn biệt thự này không thể nào có người khác, chỉ có duy nhất một người chết, đó chính là Dư Sơn. Trên ghế dựa không hề có tí chút động tĩnh nào, Dư Sơn dường như không muốn đếm xỉa đến tôi. Người chết như đèn tắt, anh bị hành hạ rất lâu rồi, ngô mậu đã chết, anh nên lên đường rồi. Tôi lại lần nữa mở miệng, nhưng trên ghế dựa vẫn không có động tĩnh tôi nhấc chân đi vào trong hiện giờ quỷ quái ở mức độ này của dư sơn cho dù là xác sống phá sát đối với tôi mà nói đều không có bất cứ uy hiếp gì dùng bừa một tờ trấn sát phù được vẽ sẵn đều có thể trấn được rồi lại sắp xếp một phong thủy sư của thành phố nội dương đưa hắn tán vào một khu đất phong thủy cũng có thể yên ổn đi đầu thai chỉ có điều tôi vừa đi vào trong mấy bước liền phát giác ra có chút bất thường sau lưng dường như có một cảm giác bị nhìn chằm chằm khiến người ta cảm thấy đứng ngồi không yên hơn nữa cái cảm giác đó khiến tôi cảm giác toát lên vẻ chán ghét. Đương nhiên là cảm xúc chán ghét do tôi dâng lên. Tôi nhanh chóng ngoảnh đầu nhưng lại nhìn thấy ở vị trí góc tường phía bên phải hóa ra đang đứng một người. Người này cao khoảng chừng trên dưới một mét, không phải là người thật, nhìn chất liệu giống như là người gốm, được làm sinh động như thật. Hơn nữa trong tay nó đang giữ một tờ phù, chỉ có điều bây giờ tờ phù đó chỉ còn lại nửa dưới. Ngô Mậu, mí mắt tôi hơi giật bởi vì cái người gốm này hiển nhiên là mang diện mạo của ngô mậu ngô mậu hóa ra dùng bản thân làm trấn vật để trấn dư sơn tôi không lập tức tới ban công mà quay người đi đến cạnh người gốm ngô mậu lúc này người gốm chỉ có bề ngoài trống rỗng mà không có thần thái trong âm thuật đích thực có nói đến việc này người mệnh số càng mạnh dưới một thiết kế hợp lý đích thực sẽ trở thành trấn vật bèn giống như dương hạ nguyên dùng da người bọc lấy một bức tượng gỗ lại viết sinh thần bát tự của mình lên trên lưng nó, đặt nó ở sông Long Hộ liễn bên ngoài đạo trường hạ nguyên lục thập tiên mệnh, liền thành trấn vật. Máu của đạo sĩ có thể trấn xác đạo sĩ thì càng là trấn vật trực tiếp. Âm dương tiên sinh thì càng là như vậy. Chỉ có điều, người sau khi chết đi, kiểu trấn vật này liền sẽ dần mất tác dụng, mạng đã chẳng còn, thì còn nói gì đến mệnh số mạnh hơn. Còn về nửa đạo phù trong tay người gốm ngô mậu, cũng dạng như một loại phù khế ước. Tuy rằng chỉ còn lại nửa tờ, nhưng trong trạch kinh lại có phương pháp vẽ hoàn chỉnh, chỉ cần nhìn thấy nửa tờ, tôi liền biết được toàn bộ. Dạng phù này có tác dụng cắt đất làm mộ, có thể giới hạn âm trạch, phần mộ, quỷ quái cấm ra cấm vào. Phù chỉ còn lại nửa đạo, rõ ràng là sau khi Ngô Mậu chết mệnh số tiêu tan, Dư Sơn đã phá nó rồi. Sau lưng truyền lại gió lạnh âm u, giống như có người đang phả hơi bên tai tôi vậy. Tôi mặt không biến sắc, đột ngột quay đầu lại rèm cửa của ban công đang bị gió thổi không ngừng đung đưa hơn nửa rèm cửa vốn được kéo ra lúc này hóa ra đều bị thổi đóng lại rồi ở phía sau rèm cửa còn có một bóng người dường như đang run rẩy giống như muốn chui vào trong vậy tôi sẵn giọng quát một tiếng dư sơn anh còn bày trò ra vẻ với tôi bèn sẽ đánh mất cơ hội có thể đi đầu thai của anh giữa tôi với anh đích thực có nhân quả có điều từ sau khi tôi nói những lời đó với anh bản thân anh lựa chọn xong nhân quả này đã mỏng manh rồi tiễn anh lên đường bất luận là siêu độ anh cũng được hay là đánh tan hồn phách cũng xong đều là phương pháp chấm dứt của tôi cái bóng người đó ngồi trên ghế dựa chỉ nhìn thấy được một nửa đột nhiên tiếng khóc thúc thích truyền lại tiếng khóc đó là thanh điệu đàn bà có điều lại toát lên đôi chút giọng đàn ông cảm giác bi thương càng mạnh hơn giây tiếp theo hắn từ trên ghế dựa bước xuống cái bóng lộ hết ra ngoài hóa ra lại là của một người đàn bà mặt tôi hơi biến sắc đạp bước lên trước rất nhanh tôi liền tới bên rìa ban công một phát liền lật rèm cửa ra trên ghế giữa trống trơn tấm thảm lật sang một bên mà bên trên lan can của ban công người đang đứng hóa ra lại là trần dung dung lúc này trần dung dung vẫn đang khóc nhưng ánh mắt cô ta thì lại không giống như một người đàn bà cái tiếng khóc đó càng giống như là đàn ông mày tại sao không quản tao thêm chút tiếng chất vấn the thế và toát đầy oán khí từ trong miệng trần dung dung phát ra lúc này trời đã hoàn toàn tối hẳn ánh trăng rắc lên trên người trần dung dung cái bóng của cơ thể cô ta thì lại lúc ẩn lúc hiện giống như sẽ biến mất bất cứ lúc nào đầu mày tôi nhíu chặt đang định mở miệng giọng của trần dung dung càng giống như đàn ông hơn cô ta gần như đang gào thét phàm là mày quản tao thêm một tí còn đĩ này bèn đã không làm như vậy Bốp. Trần Dung Dung giơ một tay lên, tác thật mạnh một phát lên trên mặt mình, lập tức một vết bàn tay đỏ ao xuất hiện. Trần Dung Dung điên cuồng tiếp tục tự tác vào mặt mình, trong âm thanh bôm bốt, nửa khuôn mặt của cô ta đều sưng đỏ lên, thậm chí khóe miệng đều đang rỉ máu. Con đỉ! Đáng chết! Cắm sừng! Mày đáng chết nhất! Âm thanh chửi bới đó ngày càng mất đi lý trí, đồng thời trong đó còn xen lẫn với tiếng đàn bà khóc. Trong tiếng khóc này còn toát lên vẻ run rẩy bất an, toát lên sự khiếp hãi, thậm chí tôi còn nghe thấy xen lẫn với một tiếng cứu mạng rất yếu ớt. Tôi một phát liền hiểu ra, Trần Dung Dung vẫn còn giữ được một chút tỉnh táo đấy. Đây mới là sự tra tấn dày vò nhất. Tỉnh táo bị nhập vong, cho dù là không chết, đều sẽ là ác mộng và tổn thương cả một đời. Nhưng có câu nói gọi là người chết đèn tắt, người sống có quy tắc của người sống, người chết cũng có đạo lý của người chết. Dư Sơn nghe chuyện trên TV audio CV đúng thật chết rất thảm. Nhưng nếu như hắn hại mạng người ta, thì tuyệt đối không cách gì đi đầu thai được. Người chết đèn tắt. Anh định cùng hủy diệt với Trần Dung Dung sao? Cô ta đã hại kiếp này của anh, anh còn muốn cô ta hại cả kiếp sau của anh. Nếu như cô ta chết trong tay anh, anh liền không có kiếp sau nữa. Hung hồn, đèn sẽ bị trấn áp hoặc đánh tan. Tôi trầm giọng quát lên. Động tác của Trần Dung Dung vụt khựng lại cô ta không tiếp tục bạc tai mình nữa, mà ngược lại nhìn sang tôi. Thần sắc cô ta lạnh lùng đến cực điểm, không chút cảm xúc. Mạng của tao, mạng của nó, kiếp này thảm thương, còn cần kiếp sau gì nữa? Kiếp sau lại tiếp tục chịu khổ sao? Âm thanh u ám đầy áp quán khí truyền lại, rất bình tĩnh, so với sự thù hằn phẫn nộ vừa nãy, phải nói là bình tĩnh đến cực điểm. Nhưng người ngược lại càng bình tĩnh, thì càng cố chấp. Đặc biệt là nhớ đến chấp niệm của Dư Sơn đối với Trần Dung Dung trước đây, khiến hắn chết rồi, đều trực tiếp hóa sát sống luôn. Hơi nghĩ nhiều thêm một chút, Ngô Mậu chắc chắn không muốn bị sát sống đeo bám, thuộc phong thủy của y so với người thường đã không yếu, đều không cách gì ngăn chặn, thậm chí không cách gì dự liệu, liền có thể tưởng tượng được chấp niệm này của Dư Sơn nặng đến đâu. Tôi không mở miệng thêm nữa. Bởi vì tôi nhận thực được một điểm. Người bình thường cũng có sự quật cường của người bình thường hoặc giả là bất chấp hồn phi phách tán, cũng phải đòi lại một lẽ công bằng cho bản thân. Tôi không thể nhìn anh giết người, tôi sẽ tiễn anh lên đường, kiếp sau anh đều sẽ quên hết tất cả. Tay tôi rút trên thắt lưng một phát, bèn mò ra một tờ trấn sát phù. Đồng thời tôi đạp bước lên trước, một tay vỗ phù, tay còn lại thì cất la bàn đi, thuận thế đi túng lấy cánh tay của Trần Dung Dung. Trấn dư sơn lại, rồi đưa xác chết hắn qua đất phong thủy, cho hắn đi đầu thai tử tế, cưỡng chế bóp nghẹt chấp niệm của hắn lại, cho hắn có một kiếp sau. Thứ mệnh số nợ hắn, ông trời cũng sẽ bù đắp lại. Đây là đạo lý mà kiếp này hắn đã không cách gì nghĩ thông được. Tốc độ này của tôi đối phó với đạo sĩ, xác giữ thực sự, thì chắc chắn không đủ dùng, có điều người chết ở cấp độ này của Dư Sơn, thì thừa đủ rồi. Tao không cần. Âm thanh chói tai, dường như còn toát lên mùi máu tanh. Mà âm thanh này, lại không còn từ trong miệng trần dung dung phát ra nữa mà là từ phía dưới truyền lên mặt tôi lại lần nữa đột ngột biến sắc tầm mắt phục nhìn xuống phía dưới trâu vi dân đang đứng ở bên ngoài cổng biệt thự sắc mặt hung hãn hai tay anh ta giơ lên trong tay hóa ra đang cầm một khẩu súng đang nhắm chuẩn về phía tầng hai tất cả những việc này đều chỉ trong nháy mắt dư sơn dừng tay đồng tử mắt tôi co mạnh lông tóc toàn thân dựng đứng trên mặt trâu vi dân nở ra một nụ cười tuyệt vọng đồng thời còn ánh lên vẻ giải thoát mày cũng đáng chết tiếng nói đầy vẻ thù hằn từ trong miệng trâu vi dân phát ra đoàn nòng súng bắn ra ánh lửa tôi vốn dĩ đã sắp túng lấy trần dung dung nhưng dưới chân lại trượt một phát đầy quá dị cả người đều ngã ngửa ra phía sau trầm một phát ngã lăn ra đất khoảnh khắc này tôi tận mắt nhìn thấy trần dung dung mất thăng bằng đầu ngửa ra sau Cả người từ trên tầng 2 trực tiếp rơi thẳng xuống dưới. Trong khóe mắt tôi nhìn thấy một đám tia lửa bắn ra, ngay tiếp đó bèn là vách tường vỡ tung. Phần tường bị đạn bắn nát, vừa vặn là vách tường của ban công phía sau chỗ tôi đứng. Nếu không phải đột nhiên trượt ngã thế này, tôi liền phải bị một phát súng xuyên tim. Không có tiếng hét thảm, chỉ có một tiếng trầm nặng nề vang lên. Ngay tiếp đó, lại là đoàn đoàn mấy tiếng súng nổ. Trên tường ánh lửa bắn ra nhiều phát đầu ngửa ra sau rơi xuống dưới trần dung dung chết chắc rồi quán khí này của dư sơn quá nặng đúng thật là oán trách tôi hồi đó không quản hắn muốn tiễn tôi cùng lên đường tôi không thò đầu ra xem tôi mà ló ra chắc chắn phải bị trâu vi dân cho một phát súng kết liễu luôn lúc này tôi đều không có cơ hội lại gần trâu vi dân không thể nào phá nhập vong này từ trên người anh ta được lúc này tư duy của tôi rất rõ nét trên chiếc ghế bên cạnh không có xác chết của dư sơn vừa nãy người nằm ở đây là Trần Dung Dung. Xác tàn của Dư Sơn chắc chắn vẫn ở trong căn biệt thự này, không thể nào đi nơi khác được. Chỗ này là hung trạch của hắn, hắn ở tại đây, quán khí mới nặng nhất. Tôi lập tức lật người dậy, mò lấy la bàn ra, chầm chầm nhìn kim chỉ bên trên, nhanh chóng đi ra phía ngoài phòng. Tốc độ chuyển động của kim chỉ lúc nhanh lúc chậm, sau khi tôi ra khỏi cửa phòng xong, nhạy bén phân tích phương hướng tôi đang đứng đối với thay đổi tốc độ chuyển động của kim chỉ cùng lúc này phía dưới truyền lại tiếng bước chân âm thanh này vội vã khác thường rõ ràng là trâu vi dân đang lên tầng tâm trí tôi rất trấn tĩnh có so sánh kiểu gì mệnh số này của dư sơn đều không thể nào giết được tôi tôi chỉ là phải cẩn thận lật thuyền giữa mương mấy giây sau tôi liền phân biệt ra phương hướng nhanh chân đi về phía cầu thang ở phía bên kia tiếng bước chân phía dưới càng vội vã hơn rõ ràng trâu vi dân cũng đã lên cầu thang đuổi theo tôi Tốc độ chuyển động của kim chỉ càng nhanh, tốc độ chạy lên trên của tôi cũng càng nhanh hơn. Phần đỉnh xuyên qua tầng 3, lên trên còn có một tầng lầu nữa. Nói là tầng lầu, nhưng trên thực tế là thông tới sân thượng ở tầng đỉnh. Tiếng bước chân phía sau càng trở nên gấp rút hơn, tôi lật tay liền dán một tờ trấn sát phù lên trên tường ở bên cạnh, đồng thời tôi cắn rách đầu lưỡi, phun một nguồn máu xuống dưới mặt đất, tiếp đấy bèn sải bước đi qua. Lại thêm hai ba bước, đến trước cửa sân thượng, tôi trực tiếp đạp luôn một cú, nhanh chân đi vào trong. Sân thượng nhỏ hẹp không hề lớn, nhưng chỗ này lại đang bày một cổ quan tài đỏ rực. Quan tài đã mở một nửa, bên trong đang đứng một bộ hài cốt. Hài cốt đen xì, không một chút máu thịt, đầu của hài cốt đang đối diện thẳng mặt tôi, ánh trăng rắc lên trên nó, trong tròng mắt lõm xuống, phản chiếu ánh sáng lạnh âm u. Tôi không chút do dự, rút gậy khóc tan ở thắt lưng ra, vụt ném bay về phía cái đầu hài cốt âm thanh vù vù vang lên gậy khóc tan dưới ánh trăng hình thành một vòng cung sáng màu vàng đồng rầm đầu gậy vụt đập trúng nắp thiên linh của cái đầu lâu lại là rắc một tiếng giòn giả vang lên gậy khóc tan trực tiếp xuyên thấu cái đầu lâu đồng thời đập xuyên nắp quan tài ở phía sau một nửa thân gậy đều cắm vào bên trong cái luồng khí lạnh âm u ở xung quanh đó đột nhiên liền biến mất thay vào đó là tiếng gió vù vù bên tai thậm chí còn có tiếng nước chảy trong tiếng gió còn xen lẫn với tiếng lá xào xạc tiếng nước chảy thì đến từ trong đầm nước ở trước hai căn biệt thự này góc độ này của tôi vừa vặn có thể nhìn thấy chỗ của đầm nước đó sương mù lốn đốn tràn ngập không ngừng lẫn vẫn bên trên mặt nước nhưng lại chẳng hề lan tỏa đến trên bờ âm u lạnh lẽo và hoang vắng đến từ nhập vong vong khách tới từ phá xác hài cốt của dư sơn bèn là xương cốt còn sót lại của xác sống sau khi phá xác mà bây giờ tôi dùng gậy khóc tan đánh xuyên đầu nó hồn của Dư Sơn bèn nhất định sẽ tan thành mây khói. Cũng chính bởi vì vậy, bầu không khí trên tầng đỉnh này mới khôi phục bình thường, tôi mới có thể nghe thấy những tiếng động khác ở xung quanh, chứ nếu không thứ lẫn vẫn ở đây, liền chỉ có bi và oán của Dư Sơn. Tôi hít thở sâu mấy phát, triệt để bình ổn lại tâm trí. Đi đến bên cạnh quan tài, tôi giật gậy khóc tan ra ngoài, thì lại nghe thấy ào ào một tiếng, hài cốt của Dư Sơn lại trực tiếp tan rã luôn, nhưng tôi kỳ thực căn bản còn chưa chạm đến hài cốt của hắn. cúi đầu, tôi nhìn đống di cốt đó, lắc lắc đầu, lồng ngực vẫn cứ cảm giác bức bối đến phát hoảng. Trầm mặt hồi lâu, tôi lại lần nữa lắc đầu, thở dài nói, bỏ mạng vào, bỏ cả kiếp sau vào, đáng không? Không còn bất cứ âm thanh nào trả lời tôi, cũng chẳng có bất cứ cảm ứng nào nữa, chỉ là trời bắt đầu rã rít mưa. Cơn mưa không lớn, rất nhỏ, có điều lại vô cùng lạnh giá bên chỗ cầu thang truyền lại tiếng bước chân khe khẽ rất nhanh trâu vi dân liền xuất hiện ở cửa cầu thang anh ta đang ôm đầu hít ngược một hơi khí lạnh tay còn lại đang xách súng trong mắt ánh lên vẻ nghi ngờ sợ hãi la la tiên sinh tôi tại sao lại ở đây thần sắc trâu vi dân ngơ ngác anh ta khiến anh lên đấy tôi đứng ở trong mưa liếc cổ quan tài đỏ một cái trâu vi dân vừa đi ra ngoài vừa cúi đầu nhìn nhìn khẩu súng trong tay mặt anh ta càng biến sắc, nòng súng còn nóng, tôi nổ súng rồi. Có bắn mấy phát rồi. Tôi giọng điệu bình thản. Vẻ mặt trâu vi dân lập tức vô cùng trắng bệch, tôi giết người rồi. Còn may, anh không bắn chuẩn, chứ không tôi chắc đang nằm ở tầng dưới. Giọng điệu tôi không có sự trách cứ trâu vi dân, có điều cũng chẳng giấu dếm. Thân người trâu vi dân loạn choạng đôi phát, suýt nữa thì ngã ra, tiếp đó anh ta hai ba bước liền đi tới cạnh quan tài, một tay chống bên thành quan tài, mặt đầy nghi ngờ kinh hãi nhìn sang tôi, rồi lại cúi đầu nhìn nhìn hài cốt ở trong quan tài. La tiên sinh, trâu vi dân khó nhọc mở miệng. Không đáng ngại. Tôi cúi đầu lại nhìn xương cốt của Dư Sơn mấy giây, sau đó mới lắc lắc đầu, giọng điệu bình thản nói, anh ta đã không tiếp tục gây ra được rắc rối gì nữa rồi, việc còn lại giao cho cảnh sát các anh đi, đúng rồi, phía dưới còn có một cái xác nữ, Trần Dung Dung vừa nãy bị nhập vong, nhảy lầu rồi nhảy lầu. Thần sắc Trâu Vi Dân càng kinh hãi hơn. Tôi đơn giản đem chuyện vừa nãy phát sinh kể một lượt với Trâu Vi Dân, trên trán Trâu Vi Dân liên tục tú mồ hôi, cuối cùng thì mặt lộ vẻ khổ sở. Không ở trên tầng đỉnh thêm, lúc này mưa đã lớn hơn không ít, ở lại thêm nữa trên người liền bị ướt hết thôi. Tôi quay người từ cầu thang đi xuống dưới, Trâu Vi Dân cũng đi theo sau lưng tôi. Rất nhanh chúng tôi đã đến trước cửa tầng 1 của biệt thự, cơn mưa lại lớn thêm không ít ngoài sân, trong đám cỏ dại đang im liềm nằm xác chết của Trần Dung Dung. Dưới người cô ta đều là máu, thứ màu này thấm đẫm mặt đất, đồng thời cũng thẩm thấu vào phần rễ của đám cỏ dại kia. Khuôn mặt trắng bợt, đôi mắt mở to ngửa lên nhìn bầu trời đêm, nước mưa rơi lên trên mặt cô ta, nhưng cảm giác đem lại cho người ta thì lại giống như là vệt nước mắt. La tiên sinh. Cô ta sẽ tác quái chứ? Trâu vi dân đột nhiên dè dặt hỏi, anh ta rõ ràng là quá thận trọng rồi. Tôi nhíu mày, ngừng một lát rồi mới nói, chưa chắc, có điều trong cục các anh là đất dương sát, phong khách gì vào trong đều không tác quái nổi, chỉ cần ba ngày lại đưa cô ta đi hỏa thiêu, lò đốt xác của nhà hỏa táng có. Ba đạo phù Châu Vi Dân mở miệng thăm dò, vừa hay cắt ngang lời của tôi. Tôi không hề để bụng việc Châu Vi Dân cắt ngang câu nói của tôi, cũng không hỏi thêm gì cả, trực tiếp gật gật đầu. Trước đây lúc xử lý một số vụ án, Thi Vũ từng nói qua, trâu vi dân hít sâu một hơi nói là tiên sinh đa tạ chỉ có điều đêm nay tôi mở đường âm đưa xác chết qua bên cục các anh thế này thì đừng cho người đi theo chúng ta nữa dù gì tôi ăn cơm người chết các anh là dương sai không phù hợp lắm tôi mở miệng la tiên sinh nói đúng tôi cũng có dự định này trâu vi dân lau lau trán tôi cũng chẳng biết đấy là nước mưa hay là mồ hôi của anh ta sau khi bàn bạc với tôi xong Trâu Vi Dân liền bắt đầu gọi điện thoại. Tôi cũng có thể nghe thấy anh ta nói đại khái chính là quá trình xảy ra chuyện ở đây, cùng với việc chúng tôi bây giờ sẽ đưa xác chết về, bảo trong cuộc án chừng thời gian, sau đó xuất phát qua đây tiến hành phong tỏa hiện trường, rồi thu thập chứng cứ. Rất nhanh, Trâu Vi Dân đã bàn giao sắp xếp công việc tiếp theo một cách nhanh gọn. Anh ta ngừng lại một lát xong, khi lại lần nữa nói chuyện điện thoại, thái độ rõ ràng khiêm nhường hơn rất nhiều. Hơn nữa chuyện lần này anh ta nói bèn còn có chuyện liên quan đến việc anh ta trúng vong nổ súng. Một lát sau, anh ta cúp điện thoại, lại quệt quệt mồ hôi trên trán, rồi mới nói, là tiên sinh, bàn giao xong hòm hòm rồi, đi thôi chứ. Lúc này mưa cũng gần như tạnh rồi, tôi gật gật đầu, biểu thị có thể đi rồi. Trâu vi dân đi qua bên cạnh xác chết của Trần Dung Dung, trước tiên làm công tác chụp ảnh lấy bằng chứng, sau đó cẩn thận bế xác chết của Trần Dung Dung lên, đem đặt vào trong cốt sau xe. Tiếp đấy anh ta liền cung cung kính kính nhìn tôi. Tôi trầm giọng nói, chuẩn bị lái xe, tôi mở đường âm. Nói rồi, tôi cũng đến bên cạnh ghế lái phụ, kéo cửa xe ra. Đồng thời tôi ho một tiếng, hắn hắn giọng. Hơi hơi ngửa mặt nhìn bầu trời đêm phía trước, giọng nói theo bản năng kéo dài hô lên. Người chết qua quan không chạm đất, người sống đi đêm chớ quay đầu. Giờ hợi đã đến. Âm dương trấn giữ. Tiểu quỷ tránh đường giọng của tôi trở nên vô cùng the thé xuyên thấu trời đêm mở đường âm vào thời gian khác nhau cùng với tình hình đưa xác chết khác nhau khẩu quyết cần dùng cũng bèn khác nhau xác chết này của trần dung dung chỉ là xác nữ thông thường tôi không cần thiết phải dùng quyết pháp giữ đến đâu cả loại đơn giản nhất là được hơn nữa người lái xe cũng không phải tôi mà là trâu vi dân đương nhiên không cần dùng đến âm dương lái xe một chữ trấn bèn đủ rồi cùng lúc nói xong Tôi lách người lên xe, đóng cửa xe lại, trâu vi dân đạp chân ga một phát, tiếng động cơ vang lên, xe đi về phía bên ngoài khu dân cư. Sương mù trong đầm nước chẳng biết từ lúc nào, hóa ra đã tràn lên trên đường, giữa màn sương mông lung, dường như trong sương mù có không ít bóng người. Trên trán trâu vi dân đang liên tục túa mồ hôi, thậm chí không nhịn được định nhìn ra bên ngoài. Đem theo người chết đi đường, đường đi chính là đường âm, trong đường âm không có một người bình thường nào cả, đừng bắt chuyện, đừng quay đầu trong lòng đáp trả cũng đều không được nghiêm túc lái xe phàm là nói sai một câu chúng ta khả năng sẽ dính tới rắc rối tôi không thể trông chừng anh bất cứ lúc nào nếu có thứ bám theo nhập vong anh bất cứ người nào anh gặp phải đều khả năng có nguy hiểm mặt trâu vi dân lại lần nữa biến sắc khóe mắt anh ta liếc thắt lưng một cái tiếp đấy dùng sức cắn chặt môi dưới chuyên tâm lái xe được cái trên cả quãng đường không hề xuất hiện việc ngoài ý muốn nào nữa Khoảng chừng hơn một giờ đồng hồ, chúng tôi liền tới Cục Công an thành phố Nội Dương. Lần trước lúc tôi tới đây, còn là để giải quyết chuyện của tiểu nếp. Đến cổng chính, tôi xuống xe, Châu Vi Dân bảo với tôi anh ta đem xác chết vào trong, sau đó lại đưa tôi về. Tôi đứng ở bên ngoài cổng chờ đợi. Nơi này có một luồng khí, trong sát khí toát lên cái hung, nhưng thứ xác này là dương sát, hung cũng là dương hung, nhà môn ngày xưa không phải là nơi yêu ma quỷ quái dám lại gần, bèn bắt nguồn từ thứ hung sát này. Đợi khoảng chừng gần 10 phút, Trâu Vi Dân từ trong cổng đi ra ngoài. Chỉ có điều ra ngoài lại không chỉ có một mình anh ta, bên cạnh anh ta còn đi cùng một người đàn ông cao cao gầy gầy, tuổi tác ít nhất cũng phải tới ngoài 50 rồi, khóe mắt đều là nếp nhăn, có điều cả người toát lên vẻ lão luyện, con mắt cũng rất sắc bén. Dáng mặt ông ta dài hẹp, ánh mắt không chỉ sáng bén mà còn như có ánh sáng, trong mày càng loáng thoáng có màu đỏ xuyên suốt đến chỗ ấn đường mắt thực có sáng là chức vị nhất phẩm, còn dáng mày này thì là quyền hành không thấp. Ông ta là tướng quý nắm quyền. Người này nhìn rất quen, dường như tôi từng gặp qua một lần. Có điều tôi chẳng nhớ được cụ thể, sợ rằng là lúc giải quyết sự việc của tiểu nếp, ông ta cũng từng ra ngoài, lúc đó tôi không chú ý đến ông ta, từ thi vũ cũng không đặc biệt giới thiệu. La tiên sinh. Đây là sếp bọn tôi. Trên trán trâu vi dân hơi có chút mồ hôi, anh ta đánh mắt ra hiệu với tôi. Tôi biết là Châu vi dân lúng túng, hơn nữa tôi một phát liền có thể nhìn ra được, cấp trên anh ta gặp tôi, chắc là ý tứ của bản thân cấp trên anh ta, trực tiếp liền ở đây đợi tôi và Châu vi dân luôn, cũng biết được tôi và Châu vi dân sắp tới. La tiên sinh Người đàn ông đó đến trước mặt tôi, giọng điệu rất khiêm nhường, đồng thời đưa tay ra bắt tay với tôi. Bị nhân họ la, tên Lâm, cậu không cần câu nệ, gọi tôi lão la là được. Ông ta cười cười, nếp nhăn ở khóe mắt càng nhiều hơn. Ông Kim tốn rồi. Có điều cảm quan đầu tiên của tôi đối với cấp trên của trâu Vi Dân rất tốt, không phách lối nghênh ngang gì cả. La tiên sinh có việc quan trọng cần làm, tôi vốn dĩ đã đồng ý với Vi Dân rồi, không ngờ bây giờ lại phải làm phiền cậu, chỉ có điều chuyện vừa nãy Vi Dân nói, khiến tôi cảm giác đứng ngồi không yên, vậy nên mong La tiên sinh dù có bất cứ việc gì quan trọng, đều cần giúp chúng tôi giải quyết một rắc rối trước. Bàn tay bắt tay tôi của La Lâm không hề buông ra, mà ngược lại là hai tay siết chặt, thần sắc càng thành khẩn hơn. La tiên sinh, ý của sếp là Châu Vi Dân cũng đã mở miệng. Tôi nhìn La Lâm, không đợi Châu Vi Dân nói hết, liền nói luôn, ông sợ lại xuất hiện sự việc tương tự, dương sai nổ súng bừa bãi. Chuyện này, đã xuất hiện không chỉ một lần rồi. Lần trước đường, La Lâm cười khổ, có điều ông ta cũng không hoàn toàn nói hết. Cần vẽ phù, Vẽ cần thời gian, thế này đi, trong vòng 5 ngày, tôi sẽ đưa cho ông một biện pháp giải quyết hợp lý. Tôi vừa nói xong, mắt La Lâm liền sáng bừng lên một phát. Được. La Tiên Sinh hiểu đại cục. Sự việc này bèn nhờ La Tiên Sinh rồi. Trong giọng điệu của La Lâm toát lên vẻ vui mừng, rõ ràng cũng là thở vào một hơi. Ngừng lại một chút, La Lâm vẫn chưa buông tay tôi ra, ông ta lại siết chặt đôi phát, ghé cạnh tai tôi, hạ thấp giọng nói mấy câu tôi nghe mà đồng tử mắt co mạnh mấy phát. Tiếp sau đó, La Lâm mới buông tay ra, cười cười, nói, La Tiên Sinh, hy vọng cậu có thể sớm lại đến đây, chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện. Tôi trầm mặt một hồi, gật gật đầu, vẫn trả lời bằng một chữ được. Nét cười trên mặt La Lâm càng nhiều hơn, tiếp đấy ông ta bèn dặn dò trâu vi dân đưa tôi đi, còn ông ta thì đứng ở cổng chính đưa mắt tiễn chúng tôi rời đi. Tôi lên xe của trâu vi dân, sau khi Châu Vi Dân lái ra ngoài hơn trăm mét xong, anh ta mới ngại ngùng cười khổ nói, la tiên sinh. Đừng ngại, việc này rất bình thường, tôi cũng nên làm những việc này. Tôi ra hiệu cho Châu Vi Dân không cần nghĩ nhiều. Nhìn bên ngoài cửa sổ, nhưng tôi vẫn đang suy nghĩ về mấy câu nói vừa nãy của La Lâm. Kỳ thực, đề nghị của ông ta, được cái cũng có thể coi là một lựa chọn sáng suốt của tôi. Chỉ có điều sự việc này không nhanh được thế, tôi cũng không xác định được tôi thực sự có thể làm được hay không? Đối với mệnh số của âm dương tiên sinh, ít nhất trên cấp độ mà tôi hiểu biết, không hề tốt, gần như không có bất cứ một người nào được chết yên lành. Chỉ là tôi từ việc không lý giải lúc ban đầu, dần có sự lĩnh ngộ. Tại sao đại bộ phận âm dương tiên sinh biết trách trời thương dân, ngược lại kết cục càng thê thảm? Tại sao loại người làm toàn việc ác như viên hóa thiệu, ngược lại là sống lâu trăm tuổi? Vẫn đúng là ứng với câu nói đó, người tốt thường đoản mệnh, kẻ ác lại sống dai. Bởi vì, bất kể là âm dương tiên sinh cũng được, âm thuật tiên sinh, dương toán tiên sinh cũng xong, người trách trời thương dân, bèn sẽ không gây tội ác. Mà cả một đời người, đặc biệt là người trên vai gánh trách nhiệm, có ai không có lòng trắc ẩn, vi phạm cấm kỵ để làm một số chuyện. Bà đỡ âm linh còn đều có sinh thuật, hao tổn 10 năm dương thọ để cứu âm thai. Âm dương tiên sinh nếu sinh lòng trắc ẩn, nặng nhẹ đều là thay đổi mệnh số một đời của một người quẻ đầu tiên của tôi bèn là dẹp loạn phản chính khiến cục diện chết của trần mù đổi thành có cơ hội sống sau đó thậm chí cũng đã dùng sinh thuật của bà đỡ âm linh đi cứu mạng của một âm sanh tử đại loại như vậy còn có quá nhiều những việc vụn vặn khác nữa nếu không phải sự tồn tại của thiện thi đan bổ sung hoàn chỉnh mệnh số cho tôi tôi hôm nay cũng sẽ chẳng phải mang bộ dạng hiện giờ nhị ngũ tinh khí không đủ người yếu lắm bệnh, sợ là cũng phải chết sớm. Không chỉ có tôi, giống như Liễu Dục chú, rồi lại ví dụ như tưởng bàn trước kia, bọn họ có ai không từng nhiều lần dùng mạng cứu người. Ngược lại nhìn Viên Hóa Thiệu, tất cả âm dương thuật của y đều là vì bản thân, vì để ngự trị bên trên âm dương, gặp phải mệnh số tổn hại, nhất định trước tiên là bảo vệ lấy mình, trọng thọ kéo dài mạng sống. Lại nhìn Dương Hạ Nguyên, y không tiếp dùng tính mạng con cháu để ngăn chặn tai kiếp báo ứng của mệnh số. Lý Đức Hiền tán sống song thân, âm tiên sinh dùng cả thôn kế nương trợ lực cho kế nương vũ hóa. Bọn chúng có thể sống được dài lâu, bèn là bởi đủ tư lợi ích kỷ. Thế nhưng cuối cùng đều chẳng có kết cục tốt đẹp gì, bởi vì làm toàn việc ác, nhất định có trời thu. Lúc này, tôi đột nhiên liền nghĩ tới một khả năng. Nếu như âm dương tiên sinh không động lòng trắc ẩn, quan sát toàn cục, không bởi vì cảm xúc mà sao động, không bởi vì cảm xúc mà thay đổi, thuận theo mệnh trời mà làm. Vậy thì e rằng liền có thể sống lâu trăm tuổi, trước sau vẹn toàn nghĩ. Chỉ là lại có ai có thể làm được chứ? Tôi lắc lắc đầu, bởi vì tôi nhìn thẳng nội tâm, hỏi ngược bản thân mình, có được câu trả lời là không thể. La tiên sinh, đến rồi. Giọng nói của Trâu Vi dân gọi tôi tỉnh khỏi trạng thái xuất thần. Tôi mở cửa xuống xe, cũng ra hiệu cho Châu Vi Dân trực tiếp quay về luôn. Anh ta cũng rất biết ý, lập tức quay xe đi về. Tôi không lập tức vào nhà họ Phùng, cũng không đi gõ cửa, tôi đứng ở cổng hồi lâu, sau đó mới đẩy cửa vào trong. Vừa đẩy cổng ra, trong sân liền có người vội vàng đi lại. Người đi lại chính là Phùng Quân, bộ dạng hắn rõ ràng là thở vào một hơi, nói, La Tiên Sinh, cậu cuối cùng cũng về rồi, chỉ sợ lại xảy ra sơ suất gì nữa. Không đáng ngại tôi lắc đầu biểu thị không sao. Phùng quân lập tức nói, vậy cậu nhanh đi nghỉ đi, bên chỗ thợ xây báo tin qua rồi, sáng ngày mai sẽ cho cậu một kết quả đích xác. Trong lúc nói, Phùng quân dẫn tôi đi về phía hậu viện. Thông tin này của Phùng quân, được cái khiến tâm trí tôi ổn định lại. Rất nhanh đã tới hậu viện, đẩy cửa vào trong sông, trong sân trống trải yên ắng, kỳ thực giờ này không được coi là muộn, nhưng liễu dục chú không có trong đây, hậu viện quá yên tĩnh, Tôi đều có thể cảm nhận được trong đây không có người. Liễu đạo trưởng cũng không có đây. Anh ta chắc lúc nữa sẽ về. Phùng Quân nhỏ giọng giải thích. Không sao. Tôi trả lời xong, tra hiệu cho Phùng Quân cũng về nghỉ ngơi, rồi bèn về phòng mình. Trong phòng không một hạt bụi, gọn gàng sạch sẽ. Trên bàn đọc sách đặt bài vị của mẹ tôi. Chẳng biết tại sao, nội tâm dây trước còn hơi có chút sốc nổi, đợi về đến trong đây xong, một phát liền bình tĩnh lại bèn giống như vị trí tâm mày và huyệt thái dương có một đôi bàn tay đang nhẹ nhàng xoa bóp vậy khiến tôi rất thả lỏng thư giãn đến trước bàn đọc sách tôi trước tiên châm cho mẹ tôi một nén hương chắp tay lễ bái tiếp đấy mới ngồi xuống sau khi ngồi xuống xong tôi bất động không nhúc nhích chỉ ngẩn ngơ nhìn bài vị của mẹ tôi nhìn hồi lâu sau tôi hạ giọng nói mẹ qua hai ngày nữa con liền có thể đưa thi vũ và bà nội về rồi Mẹ đợi rất lâu rồi, hai người họ cũng đợi rất lâu rồi. Chỉ có điều con trai trước đây bản lĩnh không đủ, không có cách gì, bây giờ con cũng đã coi là thành tài, còn có liễu đạo trưởng giúp đỡ. Đợi đón thi vũ về, cô ấy liền có thể ngày ngày giúp con thắp cho mẹ nén hương, thờ cúng mẹ rồi. Trong lúc tôi nói, tốc độ cháy của nén hương đó càng nhanh hơn, khói hương uống lượng, giống như tâm trạng mẹ tôi vui vẻ. Việc này mang cùng một đạo lý với việc thăm mộ đốt vàng mã, hy vọng tiền giấy bay lượng vậy. Mẹ, thập lục hôm nay đã đồng ý một việc, một công việc danh giá vẻ vang, không khiến mẹ mất mặt, có thể yên yên ổn ổn sinh sống. Con cầm rương gỗ đen của bà nội lên, lật mở âm dương cửu thuật, bèn là bởi muốn trả hết nợ vay, kiếm lấy chút tiền, đưa bà nội vào thành phố buôn bán, sống cuộc đời yên ổn. Đại thù của ông nội đã báo, cái chết của bố cũng đã báo thù, kẻ hại nhà họ La chúng ta, đáng chết đều đã sắp chết sạch rồi đợi tiễn từ bạch bì lên đường xong bèn hết thù hết oán dựa vào chút bản lĩnh này của con cũng chẳng có ai lại dám tới gây sự với chúng ta nữa lập tức nén hương đó cháy càng nhanh hơn tôi thậm chí đều cảm nhận được nỗi vui mừng đó tôi mím mím môi cúi đầu xuống lại nói tiếp có điều mẹ con còn phải làm thêm một việc nữa con bảo đảm với mẹ sau chuyện này bèn sẽ không tiếp tục nhúng tay vào chuyện của âm dương tiên sinh nữa sư tôn bói cho con một quẻ Thanh Sơn tiền bối cũng cần con giúp đỡ, con cần đi. Giọng nói của tôi còn chưa dứt. Đột nhiên, nén hương đang cháy nhanh, trực tiếp liền tắt trụi luôn. Trong phòng đột ngột liền trở nên lạnh lẽo, trầm một tiếng nặng nề vang lên, cửa phòng lại còn bị gió lạnh thổi ra, đang không ngừng đập qua đập lại. Âm thanh va đập đó quá mau, quát lên một vẻ hung hãn cực kỳ mãnh liệt. Mà trong lúc thẳng thốt, tôi dường như còn nghe thấy tiếng khóc thúc thích âm ỉ tiếng khóc này thê lương ai oán toát ra một nỗi bi thương không tả ra được nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha tiếng khóc này rất trống rỗng vừa giống như không ngừng vang dội bên tai lại vừa giống như đến từ sâu trong ý thức nhưng khi tôi nghe kỹ thì phát hiện chẳng còn âm thanh nào nữa cửa phòng vẫn cứ đập qua đập lại ầm ầm lên cơ thể tôi thì lại cứng đờ nhất thời không biết phải nói thế nào mới phải kỳ thực tôi dự đoán được mẹ tôi sẽ có phản ứng Mức độ này cũng nằm trong dự liệu, nhưng sự việc này tôi bắt buộc phải đi làm. Tôi lại châm ba nén hương, đem chúng cắm vào trong bát hương. Khói hương cháy màu trắng lặng lẽ bốc lên, đột nhiên lại trở nên yếu đi, mắt nhìn liền sắp tắt lụi. Mẹ! Con bắt buộc phải đi. Tôi khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt chăm chú nhìn nén hương. Đầu hương đang cháy lại lần nữa tắt lụi. Đây rõ ràng là biểu thị rõ thái độ của mẹ tôi. Tôi ngừng lại một chút, lại châm ba nén hương. Trên vai thập lục có trách nhiệm, trồng đánh giết nhau nơi hoang dã, cái loạn long mạch này nếu không giải quyết, độ lớn của họa loạn, không biết sẽ gây họa tới bao nhiêu người, đây cũng là tướng quẻ mà sư tôn cho con, là chuyện được định sẵn trong mệnh con, con không đi, hậu quả của việc này cũng sẽ rơi lên trên đầu con. Sư tổ lý âm dương vũ hóa cầu ác, tuy rằng đại thù đã báo, nhưng ác niệm của người khó tiêu, cũng cần phải tìm một khu đất phong thủy, đưa người đi trấn sát. Thanh Sơn tiền bối nhiều lần cứu con trên bờ sống chết, tiền bối cần âm dương thuật của con. Ba nén hương này tôi kẹp trong kẻ ngón tay, không hề lập tức cắm vào trong bát hương, cùng lúc nói xong, tôi cũng đồng thời quỳ xuống đất, dập đầu lại mẹ tôi ba lại. Rồi đứng dậy đem hương cắm vào trong bát hương, nhưng trong nháy mắt, hương lại tắt rồi. Tôi không tiếp tục châm hương nữa, ngược lại trong lòng có một thứ cảm giác thóc tim không tả ra được. Mẹ tôi, lần này kiên trì đến vậy. Thời gian dài như vậy đến nay, mẹ chưa từng kiên trì như thế này bao giờ. Thông thường việc mà tôi cần làm, mẹ đều âm thầm chờ đợi. Lẽ nào là mẹ có sự cảm ứng? Thế nhưng đúng vào lúc này, hương đã tắt trong bát hương, đột nhiên lại từ từ bốc lên khói trắng. Giống như vừa nãy chưa hoàn toàn tắt lụi, bây giờ lại bắt đầu cháy lên vậy. Chẳng biết từ lúc nào, cửa không còn tiếp tục va đập nữa, cánh cửa lặng lẽ dừng lại. Tiếng bước chân đồng thời truyền lại. Tôi ngoảnh đầu nhìn qua, đến bên ngoài cửa phòng tôi, hóa ra là Liễu Dục chú. Một việc chưa qua hết đêm đã giải quyết rồi, lần này không chậm. Liễu Dục chú giọng điệu bình thản. Một việc nhỏ. Tôi thở hắt ra một hơi. Việc nhỏ sao? Rõ ràng trong lời nói của Liễu Dục chú có ẩn ý. Cơ thể tôi hơi hơi cứng đờ lại, sau đó tôi lại lắc lắc đầu. Chuyện của Từ Bạch bì là việc cấp bách trước mắt, kẻ này quá ác cậu đừng có loạn thần, ngày mai còn cần cậu bày bố, nghỉ đi. Liễu dục chú nói xong, bèn giúp tôi đóng cửa phòng lại. Tôi ngoảnh đầu nhìn bác Hương, lúc này khói trắng uống lượng, cũng không tiếp tục còn dấu hiệu tắt lụi nữa. Không biết là bởi vì liễu dục chú tới, vậy nên thành thế này, hay là mẹ thỏa hiệp rồi. Tôi sờ sờ mặt mình, có điều tôi từ bỏ ý định xem tướng cách cho mình, bởi vì tôi bây giờ cũng chẳng nhìn ra được còn về cái ý nghĩ tôi cảm giác mẹ tôi cảm ứng được nguy hiểm vừa nãy cũng bị tôi dẹp đi âm dương tiên sinh bây giờ đều còn chưa bói ra được vùng đất long mạch này bản thân bèn đã là một nơi tràn ngập biến số mẹ cũng không thể nào phát giác ra được tôi đi rửa ráy một chút sau đó mới cởi bỏ đường phục lên giường nghỉ ngơi sau đó bèn cả đêm không mơ không mộng lúc tỉnh lại đã là sáng sớm rồi tôi vẫn cứ châm cho mẹ tôi ba nén hương tiếp đấy mới ra khỏi phòng Liễu dục chú chắc sớm đã tỉnh rồi, gã đang khoác hai tay sau lưng đứng ở trong sân, nhìn như đang thiền định, nhưng tôi biết, gã đang đợi tôi. Liễu đạo trưởng. Tôi gật đầu ra hiệu với gã. Liễu dục chú ừ một tiếng, đi về phía bên ngoài hậu viện. Chúng tôi đến tiền viện, lúc này tiền viện đã có không ít người rồi. Phùng Chí Vinh thích lan tâm đều có mặt, còn có một nhóm thợ xây, trong đó bao gồm cả người thợ hôm qua. Trần Mù và Lưu Văn Tam cũng ở đó, Việc này ngược lại khiến tim tôi hơi đập đánh thịt một phát, bọn lão đã về rồi, định la bàn sửa xong rồi. Ngoài ra, tôi còn nhìn thấy Liễu Hóa Dương. Liễu Hóa Dương đang ở đây, tôi đại khái có thể dự đoán được chắc là hôm qua Liễu Dục Chú đã tìm qua bọn lão rồi, tôi bây giờ cần sắp xếp thủ đoạn đối phó với từ Bạch Bì, đương nhiên phải cần đạo sĩ nhà họ Liễu tới phối hợp. Trong sảnh chính bày hai chiếc bàn, mọi người đều lần lượt ngồi xuống, bên trên cũng có đồ ăn sáng thịnh soạn. Phùng Chí Vinh mặt mày tươi cười, gọi tôi và Liễu Dục chú qua ngồi xuống, ăn xong đồ ăn, rồi bàn chuyện sau. Tôi đến bên cạnh Trần Mù và Lưu Văn Tam, Lưu Văn Tam vỗ vỗ vai tôi, nhấc chén rượu lên nhấp một ngụm. Trần Mù thì vẫn cứ mang bộ dạng giống trước đây, không có thần thái biểu cảm gì, cũng chẳng nói nhiều. Chỉ có điều Trần Mù đưa cho tôi một cái bọc vải, bên trong nặng trình trịch ra, trọng lượng và độ lớn đó, khiến tim tôi hơi đập đánh thịt một phát có điều tôi không hề lập tức mở ra mà yên lặng ngồi ăn đồ ăn sáng ăn xong một bữa cơm rất nhanh liền có người làm tới thu dọn bát đũa lại bưng trà nước điểm tâm lên lúc này gần như ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng lên trên người tôi tôi tập trung tinh thần trước tiên nhìn sang mấy người thợ kia chưa đợi tôi nói gì người thợ hôm qua bèn đứng dậy cung cung kinh kính giới thiệu tôi mới biết được hắn tên là vương kiên hắn nói một cách đơn giản nhanh chóng bởi vì sắp sửa hoàn tất công trình, bọn hắn làm một số suy đoán chuẩn xác, dự kiến lúc 8 giờ sáng mai có thể triệt để hoàn tất công trình. Bọn hắn đã làm theo những gì tôi nói, hoàn toàn xây xong cổng chào rồi, có điều vải phủ bên trên không kéo xuống. Hơn nữa sau khi cổng chào xây xong, cũng không tiếp tục có gạch bung xuống nữa, tất cả đều rất ổn định. Trước mắt bọn hắn vẫn cứ làm theo cách thức của bà cụ Hà, giết gà mua vui cho hoàng bì tử, người múa ương ca cũng đổi một tốt mới rồi. 8 giờ tối Đoạn giữa giờ tuất Tôi cúi đầu nghỉ ngợi Ngón tay gõ gõ trên mặt bàn Trong sảnh chính rất yên tĩnh Chỉ còn lại tiếng gõ cốc cốc Khe khẽ Tôi đang suy nghĩ Trong đầu nhanh chóng tính toán suy diễn Một lát sau tôi lấy bút địa chi Và nghiêng thiên can ra Trong lúc suy nghĩ tôi đồng thời Cũng đang mài mực chấm mực Vốn dĩ ngay hôm quay về Tôi liền đã đơn giản nói với mọi người một chút về nguyên mẫu kế hoạch của tôi. Lúc này trong đầu óc tôi Đã toàn bộ hoàn thiện nó rồi Hạ bút tôi cũng soạt soạt đem kế hoạch viết luôn ra Trong lúc viết Tôi cũng đồng thời liên tục cân nhắc tính khả thi Cùng với biến số từ tồn tại Của đạo sĩ nhà họ liễu Bởi vì tôi không thể không suy nghĩ Đến một điểm Chính là nhà họ liễu nhất định phải trừ ác Hơn nửa lần này Rõ ràng sẽ không cho thêm cơ hội trì hoãn Bắt buộc phải lợi dụng tốt sự tồn tại của bọn họ Nếu không sẽ gây ra tác dụng ngược ví dụ chúng tôi không thể khiến từ bạch bị sợ hãi bỏ chạy dẫn đến việc lão ta dùng từ thi vũ và bà nội uy hiếp tôi lúc đó đạo sĩ nhà họ liễu chắc chắn sẽ trực tiếp ra tay đối với bọn họ mà nói là hy sinh nhỏ trị ác lớn nhưng đối với tôi mà nói lại là hậu quả không thể gánh chịu nổi cuối cùng sau khi tư duy tôi xác định cũng đem kế hoạch suy diễn đi suy diễn lại xong mới buông bút địa chi xuống phương diện thời hạn công trình nhất định phải chốt chuẩn vào thời gian này hoàn thành trước hay lùi sau đều không được. Ánh mắt tôi trước tiên vẫn cứ hướng lên trên người Vương Kiên. Hắn lập tức liền vỗ vỗ ngực, nói chắc chắn không vấn đề, hai người thợ bên cạnh hắn cũng đều trịnh trọng gật đầu. Phùng gia chủ, ông chuẩn bị một cốt người, vẫn cứ tham khảo cách làm của bà cụ Hà, có điều cần càng long trọng hơn một chút, hơn nữa ông chuẩn bị một ít vàng rồng, coi như là tôi mượn đi, những người này mỗi người trong tay đều phải bưng vàng rồng, như thế mới có thể khiến từ bạch bị giảm thiểu phòng bị. Liễu hóa dương trưởng lão, đạo sĩ nhà họ liễu các vị, thì trà trộn trong tốt người này, liễu đạo trưởng chắc đã nói qua với ông rồi chứ. Ánh nhìn của tôi lập tức hướng sang liễu hóa dương. Từ, trên cổ mỗi người còn cần đeo một sâu đầu gà. Liễu hóa dương bình thản trả lời, đồng thời gật đầu nói không vấn đề. Ngừng lại một chút, tôi lắc lắc đầu, đơn thuần đầu gà vẫn chưa đủ, đạo sĩ nhà họ liễu đều có chung một tướng mặt, chính là cố chấp, đặc biệt là chỗ tâm mày rất khó che giấu, tất cả mọi người còn cần chấm máu gà đồng thời dán lông gà vào chỗ tâm mày đầu mày liễu hóa dương nhíu lại có điều cũng chỉ là trong nháy mắt rồi lão lại giãn ra gật gật đầu nói không vấn đề liễu đạo trưởng quan trọng nhất bèn xem anh rồi từ bạch bị muốn cánh tay của anh càng muốn mạng của anh tôi sẽ trói anh lại anh cần nhắm chuẩn thời gian chúng tôi chắc sẽ tới cổng căn nhà cũ trước trước khi xuyên tâm sát phát huy tác dụng lão đối đãi anh kiểu gì anh đều phải nhịn bởi vì anh mà động thủ, từ bạch bì chưa chắc sẽ sợ. Mà mũi xuyên tâm long này là tất cả tử khí uế khí của cả thành phố nội dương, xung kích của khoảnh khắc đó nhất định sẽ khiến từ bạch bì sợ đến ba hồn mất luôn bảy phách, thời điểm đó các anh cần đồng loạt xông lên, mới sẽ dọa cho lão có khả năng rời khỏi khu phố cũ. Phàm là xuất hiện sơ suất, lão không chạy, dùng mạng của bà nội và thi vũ uy hiếp tôi, hoặc là dùng mạng sống của dân thường bách tính trong cả khu phố cũ để uy hiếp chúng ta, Việc thắng thua này chúng ta đều không gánh chịu nối. Lúc nói đến mấy chữ dân thường bách tính đó, tôi đặc biệt nhìn nhìn Liễu Hóa Dương. Kỳ thực vế trước nói đến bà nội tôi và từ thi vũ, Liễu Hóa Dương đều chẳng có phản ứng gì, lúc này, sắc mặt của lão mới có lay động. "Yên tâm, tôi sẽ tính chuẩn thời gian, những người còn lại cũng sẽ không bốc đồng." Liễu Dục chú trả lời, nói: "Chú Trần, chú Văn Tam, cháu biết các chú cũng muốn động thủ." có điều chú văn tam chú tốt nhất bàn quan dù gì ở dưới nước với thứ ở trên bờ chú vẫn không dễ làm còn về chú trần trước đây cháu chẳng nắm chắc được bao nhiêu cũng từng suy nghĩ để chú dùng ngũ quỷ thỉnh hồn cái xác đen đó nhưng bây giờ chắc là chẳng mấy cần thiết nữa tôi ngoảnh đầu nhìn sang trần mù và lưu văn tam lưu văn tam nhíu mày lão không ừ hử gì trần mù đột nhiên nói chúng mày dọa chạy từ bạch bì lão liền sẽ tới chỗ chúng mày chuẩn bị sẵn từ trước, đúng không? Cháu có tính qua phương vị, lão xác suất lớn sẽ tới. Tôi thành thực trả lời. Trần mù mở miệng nói, vẫn cứ ngủ quỷ thỉnh hồn, chú sẽ cổng sát dụ lão, địa chỉ mày bảo thợ xây nói sẵn với chú, thế này cũng là đề phòng ngộ nhở. Kinh hải do xuyên tâm long, còn cả chúng mày đột ngột động thủ, sẽ khiến lão sợ hãi không sai, nhưng phàm là rời khỏi khu phố cũ, trong tay lão không có thứ mang tính uy hiếp, liền khẳng định sẽ lập tức chạy tháo mạng xác đen trong tay chúng ta lão nhất định cũng sẽ có vài phần cân nhắc sẽ muốn cùng đem đi nữa lời nói của trần mù đơn giản có điều từng lời châu ngọc tôi không thể không thừa nhận phân tích của trần mù không sai quyết định của lão cũng không sai hơn nữa cho dù là tôi muốn bao vây khu phố cổ cũng không mấy khả năng làm được ngược lại còn sẽ đánh trắng động cỏ chính diện dọa chạy từ bạch bì Lão ta vào trong khu đất phong thủy tôi tính toán sẵn, bèn là hạt nhân của kế hoạch. Cách làm này của Trần Mù, không nghi ngờ gì sẽ khiến kế hoạch hoàn thành càng tốt hơn, nhưng đồng thời, thế này cũng có nguy hiểm. Ngũ Quỷ Thỉnh Hồn tổn thương thân thể, đồng thời còn cả độ mạnh của Từ Bạch Bì, cho dù là Ngũ Quỷ Thỉnh Hồn, Trần Mù cũng chưa chắc đã chống đỡ được. Hắc tử sẽ đi theo chú. Trần Mù lại bổ sung một câu, lão không chết không được, không chết, hậu họa khôn lường. Không thể có bất cứ sơ suất nào, chú Trần làm việc, bèn sẽ không có sơ suất. Lưu Văn Tam vô tâm cẩu thả, trụ chè vô độ, mày có thể không tin tưởng nó, có điều lời của chú Trần, mày phải nghe. Đây còn là lần đầu tiên Trần Mù nói thế này trước mặt tôi. Kỳ thực điều này cũng khiến trong lòng tôi nhất thời không khỏi phức tạp, tôi đang định giải thích với Trần Mù, hơn nữa tôi cũng đã gần như quyết định rồi, bèn theo ý tứ này của Trần Mù mà làm đi. Lưu Văn Tam thì lại trợn mắt nhìn Trần Mù một cái, chén rượu trong tay lão đều suýt nữa thì đập luôn lên mặt Trần Mù. Hai người đấu võ mồm thế này, lại khiến tôi cười ngất. Rồi, chú Trần, vậy việc dụ từ Bạch Bì vào bẫy, bèn nhờ chú rồi, Vương Kiên, anh nói rõ địa chỉ với chú Trần. Tôi không tiếp tục nhiều lời, dặn dò thợ xây Vương Kiên. Sau khi làm hết những sắp xếp này xong, tôi bèn cúi đầu nhìn giấy lanh mịn trong tay khóe mắt có thể nhìn thấy vương kiên và trần mù đi sang chỗ khác rõ ràng là đang bàn bạc thương lượng lưu văn tam cũng theo qua rồi tôi không đứng dậy qua hậu viện mà lại lần nữa suy nghĩ về kế hoạch kỳ thực chỉnh thể kế hoạch đều không phức tạp tôi đã cố hết khả năng để chú ý đến chi tiết nhưng lại vẫn không thể bảo đảm không chút sơ sót bà cụ hà ở trong khu phố cũ đã giết gà liên tiếp mấy ngày lại cộng thêm thông tin kỳ hạn công trình tới gần chắc chắn sẽ làm tê liệt một chút tư duy của từ bạch bì. Có điều, trong đây còn có một số vấn đề mang tính chi tiết, hơn nữa, vấn đề này cực có khả năng xuất hiện lúc chúng tôi vào khu phố cũ. Chính là tôi phải trói cô liễu dục chú, cùng việc trong đội ngũ còn có đạo sĩ. Tôi phải khiến từ bạch bì đủ tin tưởng, chứ nếu không, lão ta sợ rằng sẽ chặn chúng tôi lại bên ngoài khu phố cũ. Nói cho cùng, vẫn chính là đầu gà và vàng rồng chưa chắc đã có thể triệt để làm tê liệt tư duy của từ bạch bì, hạ thấp tính phòng bị của lão ta. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Lập tức đồng tử mắt co mạnh, ngoảnh đầu nhìn sang mặt của liễu dục chú. Tôi nhìn phải tới tận mấy giây đồng hồ, tiếp đấy tôi quay đầu đi, nhìn Phùng Chí Vinh một phát thật sâu. La tiên sinh. Cậu có gì cần nói sao? Định lực của Phùng Chí Vinh rõ ràng không bằng liễu dục chú những việc khác đều không thay đổi, phùng gia chủ ông phải mời một người về. Tôi trầm giọng nói, lần trước trước khi qua nhà họ xài, bà phấn trang điểm cho tôi, đường lệ, tôi cần chị ta giúp đỡ. Sắc mặt phùng chí vinh kinh hải, có điều ông ta lập tức gật gật đầu, nói, cô ta chắc ở nội dương, tôi lập tức sắp xếp người qua mời cô ta. Tôi gật gật đầu, không tiếp tục nói thêm gì khác nữa. Tôi sẽ chia ra một bộ phận người theo đội ngũ các cậu, đủ để trấn áp từ bạch bì, Bộ phận người còn lại thì ở bên ngoài đề phòng ngộ nhỡ. Liễu Hóa Dương cũng đứng dậy mở miệng, lão nói hết xong, liền đi thẳng ra khỏi sảnh chính. Những người còn lại cũng gần như đều giải tán hết rồi, đến cả Trần Mù và Lưu Văn Tam cũng đã đi làm công tác chuẩn bị. Liễu Dục chú chẳng đi đâu hết, ở trong sảnh chính ngồi chờ, đợi tôi sắp xếp. Tôi đơn giản nói với Liễu Dục chú, chúng tôi đợi Đường Lệ tới, nhất định hiệu quả sẽ gấp đôi. Sắc mặt của liễu dục chú không hề có thay đổi gì, chỉ gật gật đầu, thậm chí đều chẳng lộ ra vẻ hiếu kỳ. Lại tiếp sau nửa bèn là chờ đợi. Trong thời gian này, tôi mở cái bọc vải trần mù đưa tôi ra, thứ đựng bên trong quả nhiên là định la bàn. Định la bàn đã được thay lên một chiếc kim chỉ mới toanh, tỏa ra thứ ánh sáng đồng nhàn nhạt. Rõ ràng màu sắc này quá mới, có chút không ăn nhập gì với cảm giác dày nặng vốn có của định la bàn. Tôi đứng dậy đi lại trong nhà họ phùng, rồi lại đi về hướng hậu viện kim chỉ không ngừng biến đổi cuối cùng lại hình thành kim xoay chuyển động soàn soạt không ngừng tâm trí tôi hơi ổn định được vài phần ít nhất trên phương diện xem kim chỉ để định vị thì định la bàn có thể dùng được rồi không vấn đề gì cả thương tượng chẳng qua chỉ tốn thời gian một đêm liền sửa xong nó kỹ nghệ của anh ta quả nhiên cao siêu đương nhiên việc này cũng có liên quan đến chuyện anh ta chế tác lượng lớn la bàn nhái Nghĩ đến la bàn nhái, tôi liền hồi tưởng lại chiếc la bàn cuối cùng đó, cùng với những mảnh vụn la bàn ông nội để lại. Trước đây ông nội với tư cách là âm thuật tiên sinh, cũng coi như âm thuật đạt đến đỉnh cao, nhưng vẫn cần dùng la bàn trứng xác. Còn bây giờ tôi lại chẳng mấy dùng đến nữa, bất luật là phù chú của đạo sĩ, hay là phù của âm dương tiên sinh, đều có thể làm được, hơn nữa còn đủ mạnh. Không hay không biết, thời gian gần như non một năm này, thay đổi của tôi phải nói là long trời lỡ đất. Cuối cùng tôi đem định la bàn cất lên trên người, lại quay về sảnh chính của tiền viện. Vừa hay ở bên ngoài cổng chính, Phùng Quân đang cung cung kính kính đưa một người đàn bà nhanh chân đi vào. Đó là một người phụ nữ ngoài 40 tuổi, nét quyến rũ vẫn còn, dung mạo vẫn cứ cho tôi một cảm giác quen thuộc. Phùng Quân đưa người đàn bà vào trong sảnh chính, Phùng Chí Vinh chào hỏi với Đường Lệ. Đường Lệ mỉm cười nhìn tôi, giọng điệu càng không có chút xa lạ nào là tiên sinh hơn nửa năm không gặp thần thái khí phách của cậu thay đổi không nhỏ mời tôi tới gấp thế này là có việc quan trọng gì cần trang điểm sao tôi bây giờ còn nhớ rất rõ lúc đường lệ trang điểm cho tôi còn nói với tôi ánh mắt nên như thế nào tôi hít sâu một hơi ánh mắt hướng lên trên người liễu dục chú nói giúp vị đạo trưởng này trang điểm có điều không phải hôm nay dùng chỉ có thể trang điểm trước để chúng tôi xem xem Ngày mai lại trang điểm lần nữa. Ánh nhìn của Đường Lệ cũng hướng lên trên người Liễu Dục chú, cả người chị ta đều ngẩn ra, ánh mắt đều có vài phần thay đổi. Đầu mày Liễu Dục chú hơi nhíu lại, Đường Lệ lập tức liền tỉnh người lại. Chị ta cười khẽ, nói, khí trường của vị đạo trưởng này đúng thật không phải người thường. Là tiên sinh, trang điểm cho vị đạo trưởng này, sợ rằng đều không bị được với khí trường trên thân anh ta. Tôi lắc lắc đầu, nói, không cần khí trường hóa trang cho anh ta, thành bộ dạng trọng thương, kiểu bất lực sắp chết. Đến đây, ánh mắt của liễu dục chú cuối cùng cũng có vài phần thay đổi. Mắt đường lệ hơi nheo lại, nét cười trong giọng điệu của chị ta không còn nữa, lại nhìn liễu dục chú thì đầu mày hơi trao. Một hồi sau, đường lệ lắc lắc đầu, la tiên sinh. Yêu cầu này của cậu, đích thực làm khó tôi rồi, khí trường của vị đạo trưởng này, không chỉ là tới từ ánh mắt, mà là từ chỉnh thể tướng mặt cùng với bản năng của anh ta, trang điểm cũng vô dụng thôi. Cho dù là anh ta mặc bê bết máu, khắp người thương tích, kể cả thực sự đến bên bờ cái chết, khí trường này của anh ta đều sẽ chỉ càng khốc liệt hơn, cậu tin không? Đường lệ lộ ra vài phần bất lực, nói, thay đổi của khí trường, yêu cầu quá nhiều, lần đó tôi từng nói, là tiên sinh trong mắt cậu đều là thiện lương, cậu có thể thay đổi ánh mắt, đã khiến tôi cảm thấy không thể tin nổi. Có điều lương thiện chung quy vẫn là hiền hòa, vẻ khốc liệt trong mắt vị đạo trưởng này, tôi cảm thấy không thay đổi được. Đường lệ cười khổ. Sau khi chị ta nói hết xong, lại lắc lắc đầu, biểu thị bản thân lực bất tòng tâm. Tôi nhíu mày, trầm mặt hồi lâu. Đầu mày liễu dục chú cũng hơi trao lại, gã nhắm nhắm mắt, dường như đang chuẩn bị gì đó. Một lát sau, gã lần nữa mở mắt, tôi chú ý đến ánh mắt của gã, so với ban nãy, đã hơi hiền hòa hơn vài phần, có điều vẫn chẳng có thay đổi gì lớn. Kỳ thực, khốc liệt hiện giờ mà đường lệ nói, đã là sau khi liễu dục chú dùng qua thiện thi đang xong, chỉnh thể đã ôn hòa trung chính hơn không ít, nếu như đổi thành trước đây, đường lệ sợ rằng đều không dám chăm chú nhìn liễu dục chú kiểu như vừa nãy đó. Hơn nữa những gì đường lệ nói cũng không sai, trong kim thần thất sát, liễu dục chú đích thực đã ngã xuống rồi. Nhưng sự ngã xuống của gã, đều chưa từng khom lưng điều này đích thị rất khó hơn nữa một người ngoài cuộc như đường lệ cũng đều đã nói thế này rồi đến bên chỗ từ bạch bì thì càng không giấu giếm được ánh mắt tôi hướng lên trên người liễu dục chú đột nhiên tôi nghĩ đến một khả năng nói nếu như nhắm mắt lại không mở ra thì sao nếu như tướng mặt của anh ta chỉnh thể cho người ta cảm giác đã sắp không xong rồi cộng thêm nhắm mắt không mở chắc là được chứ nhỉ tướng mặt đại biểu cũng là khí trường một người sắp chết đột ngột vùng dậy cũng có đủ trấn áp nửa đoạn trước tôi đang hỏi đường lệ nửa đoạn sau thì là tôi đang tự mình lẩm bẩm rồi đường lệ lập tức lắc lắc đầu nói la tiên sinh cậu chưa lý giải ý tứ của tôi vấn đề lần đó của cậu nằm ở ánh mắt còn vấn đề của vị đạo trưởng này không chỉ là ánh mắt tướng mặt tôi có cách tôi bảo chị ở chỗ nào bắt buộc phải cần gì chị chỉ cần có thể trang điểm ra được nhất định có thể khiến khí trường tướng mặt xuất hiện thay đổi Tôi tập trung chăm chú nhìn đường lệ, câu chữ chắc nịch. Tiếng nói của đường lệ đột ngột im bặt, dường như trong nháy mắt, ánh mắt của chị ta đều có chút thẳng thốt. Tôi thu ánh mắt của mình lại, húng hắn ho một tiếng, hơi phá vỡ bầu không khí đang đông đặc lại. Sau khi dương toán được tôi tham ngộ thấu triệt, liễu dục chú từng nói, lúc tôi dùng ánh mắt chăm chú đó nhìn gã, gã đều có chút không chịu nổi. Người thành tinh cả mấy chục năm như lão điếc cũng không chịu nổi, đường lệ đương nhiên càng không có khả năng chịu đựng được. Qua một lát sau, đường lệ mới tỉnh người lại. Ánh mắt chị ta nhìn sang tôi hơi có chút ngơ ngác, có điều rất nhanh đã hồi phục bình thường. Có. Có thể thử xem, lúc này, đường lệ đã theo bản năng tránh né ánh mắt tôi, không tiếp tục nhìn thẳng tôi nữa. Chị ta bắt đầu lấy ra một loạt đồ nghề của bà Phấn. Tôi gật gật đầu với liễu dục chú, ra hiệu cho gã nhắm mắt, cố hết sức khiến bản thân ôn hòa là được. Sát nút, tôi lại dặn dò liễu dục chú một câu, bảo gã thử gắn hết sức hạ thấp hô hấp, liễu dục chú cũng làm theo. Một lát sau, đường lệ đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, mặt chị ta mang vẻ dò hỏi. Tôi thì giơ tay, trước tiên chỉ lên trán của liễu dục chú, vị trí bên dưới đường chân tóc hai phân, thận trọng nói, chỗ này cần màu đen bầm. Ấn đường phát đen. Đường lệ nghi hoặc hỏi. Tôi lắc lắc đầu, nói, ấn đường là chỉnh thể, thiên đình là thiên đình, chỉ lên màu đen bầm trên thiên đình là được. Đường lệ gật gật đầu, biểu thị hiểu ý, đồng thời chị ta lấy giấy bút ra, ghi chép lại. Ngay tiếp đó tôi lại chỉ chỉ chỉnh thể phần trán của liễu dục chú, bảo với đường lệ, ngoài màu đen bầm tập trung ở thiên đình ra, những vị trí còn lại cũng cần khí đen lúc ẩn lúc hiện. Đường lệ vừa nhìn, vừa ghi chép. Tôi nói hết bộ phận trên trán xong, lại nhìn sang mắt mũi của liễu dục chú chỉ chỉ vị trí mắt trái nói chỗ đó cần trang điểm ra màu đỏ son tiếp đấy lại chỉ chỉ phần trước sụn tai chỗ của mệnh môn bảo chị ta trang điểm ra vân đen giống như chân dế vậy tiếp đấy còn có xương gò má như màu đỏ thắm nhân trung màu khí đen cùng với môi miệng khô trắng sau khi hòm hòm nói hết những điểm này xong tôi lại nghĩ đi nghĩ lại đồng thời trong đầu cũng suy diễn một lượt tạm thời bèn không nghĩ ra được gì khác nữa tướng mặt là một chỉnh thể, người sắp không xong rồi, tướng mặt liền sẽ thể hiện ra. Tiên sinh biết xem tướng mặt ít, có điều người sắp chết, thì đại bộ phận người đều có thể nhìn ra được vẻ lụi bại trong sắc mặt của người đó. Mục đích của tôi bèn là như vậy. Thủ đoạn bà phấn của đường lệ cao siêu, lại cộng thêm phối hợp của tướng mặt, nhất định không một kẻ hở. Rất nhanh, đường lệ liền bắt đầu trang điểm cho liễu dục chú. Tôi không để cho đầu óc thả lỏng nghỉ ngơi, mà đang hồi tưởng lại cấu tạo của bố cục phong thủy mà tôi xây sửa được cái tất cả mọi thứ đều khắc họa trong đầu óc, cho dù là mấy tháng trời trôi qua trí nhớ cũng vẫn mười phần rõ nét. Thời gian từng giây từng phút trôi qua trong đầu óc tôi không ngừng suy diễn, thậm chí cũng suy diễn sau khi gặp được từ bạch bị xong tôi nên nói câu gì, có biểu cảm gì. Cuối cùng bên tai truyền lại một tiếng thở dốc của đường lệ, tôi theo đó ngẩng đầu đập vào mắt tôi trước tiên nhìn thấy bèn là liễu dục chú. Gã hai mắt nhắm chặt, chỉnh thể phần trán có màu đen bầm như ẩn như hiện, đặc biệt là vị trí thiên đình thì càng đậm hơn. Phía dưới mắt trái ánh màu đỏ thẫm, mệnh môn thì là vân đen, hiện hình chân dế. Còn về xương gò má thì màu đỏ như son, nhân trung toát khí đen, môi miệng khô trắng, không thiếu thứ gì. Hơn nữa cả khuôn mặt của liễu dục chú cũng cực kỳ vô thần. Vẻ khốc liệt vốn có trên mặt gã, hoàn toàn bị hóa giải. Đường lệ cũng ngẩn ra nhìn mặt của liễu dục chú, lẩm bẩm nói, kỳ dị quá. Chỉ mấy vị trí này, liền thay đổi toàn bộ khí chất. Con mắt vẫn không thay đổi được đâu, nhưng thứ tướng mặt phản ánh là mệnh số, nhìn vẻ tướng mặt trở nên cực kém, sẽ khiến người ta theo bản năng cảm giác, mệnh số cực kém, một người nhìn lên trong đều đã sắp chết, thì còn có khí thế gì để nói. Tôi hơi nheo mắt lại, trong giọng điệu, thì lại toát lên từng tia mừng rỡ. Trước đây tôi còn cảm giác, chúng tôi rất khó lừa được từ bạch bì đã già thành tinh. Nhưng bây giờ tôi lại cho rằng, một khuôn mặt thế này, tôi thấy kể cả có tới thêm một vị dương toán tiên sinh, cũng nhất định có thể che mắt được. Càng nói gì đến từ bạch bì. Phùng Chí Vinh cũng đến bên cạnh, trên mặt cũng toàn là kinh ngạc. Liễu đạo trưởng, anh mở mắt ra. Tôi vừa nói xong, liễu dục chú bèn mở mắt ra. Có điều giây phút nhìn đối diện với ánh mắt gã, vẻ yếu ớt biểu hiện ra trên tướng mặt gã, liền bị ánh mắt phá hoại. Tôi thở hắt ra một hơi dài, hơi cười khổ, gặp từ bạch bì, tôi cho người khiêng anh. Từ liễu dục chú gật gật đầu. Lại tiếp sau, bèn không có việc gì khác nữa, Phùng Chí Vinh cũng rời khỏi sảnh chính, đi chuẩn bị sắp xếp một loạt sự vụ. Tôi nói rõ với liễu dục chú ngày mai lại trang điểm một lần nữa, gã cũng không ở lại trong sảnh chính, mà đi qua hậu viện. Đường lệ, thì chặn tôi lại, dè dặt hỏi tôi, có một chuyện, có thể thương lượng chút được không? Nhìn quét chị ta một phát, tôi trực tiếp lắc lắc đầu, nói luôn, không được. Đường lệ ngẩn ra một phát, bất lực nói, là tiên sinh, cơ mà tôi còn đều chưa nói gì. Tôi cười cười, trả lời, nói, có lúc, có lời không cần nói ra cũng có thể hiểu. Bà Phấn đã là thủ đoạn rất lợi hại rồi, tôi chỉ là trong tình huống đặc thù, đưa ra đề nghị đặc thù, chỉ dùng một lần. Đừng lệ không tiếp tục nói thêm, chị ta chỉ ngồi bên cạnh bàn, cầm tờ giấy lúc nãy chị ta ghi chép những lời tôi nói, liên tục cúi đầu xem. Tôi hơi dừng lại trong tiền viện một chút, rồi cũng qua hậu viện. Vừa hay tôi nhìn thấy liễu dục chú đang lấy phù ở trên cổng hậu viện xuống, còn trên lưng trần mù có thêm một cổ quan tài mỏng. Lưu Văn Tam cũng ở bên cạnh, lão cứ lúc lại nói một đôi câu với trần mù. Rất rõ ràng, lúc chúng tôi ở tiền viện, Lưu Văn Tam và Trần Mù đã tới hậu viện chờ đợi rồi. Đem xác đen đi, cần gỡ bỏ phù của liễu dục chú và cả rất nhiều bố trí ở trong phòng. Tồn tại của những phù soạn này, bất cứ kẻ nào cũng đều không dám làm bừa. Lưu Văn Tam nhìn sang tôi, tôi gật gật đầu, Trần Mù cũng đồng thời gật đầu ra hiệu với tôi. Tôi không ở lại xem thêm trong sân, mà quay về phòng của mình. Ngồi xuống cạnh bàn đọc sách, tôi rút viên thị âm dương thuật ra, cúi đầu xem tán ảnh Quang sơn, địa tướng tham dư, tôi đều vô cùng thành thạo, viên thị âm dương thuật thì ít dùng. Trong lúc xem, tôi đồng thời cũng hồi tưởng lại trạng thái và bộ dạng của viên hóa thiệu lần đó lúc chúng tôi giao đấu, nhớ lại chi tiết dùng viên thị âm dương thuật của y. Thời gian từ từ trôi đi, tâm thái của tôi đã gần như bình lặng. Vạn sự đã sẵn sàng, gió đông tôi cũng đã chuẩn bị xong, chỉ đợi ngày mai, bèn kết thúc với từ bạch bì. Thời gian đến trưa, tối, Phùng quân đều tới đưa đồ ăn cho tôi, rất rõ ràng, Phùng Chí Vinh nhìn ra được tình hình, không tiếp tục mời tôi qua tiền viện tiêu tốn thời gian. Thời gian cả một ngày, bèn nhoán cái đã qua. Sau khi trời tối, tôi lại xem một hồi viên thị âm dương thuật, sau đó rời khỏi nhà họ Phùng một chuyến, bảo Phùng quân lái xe, đưa tôi qua khu vực thi công đi một vòng. Ra ngoài chuyến này, tôi không thông báo cho bất cứ người nào, cũng trên cơ bản không xuống xe, chỉ từ cửa sổ xe nhìn tất cả mọi thứ bên ngoài dựa vào thuật phong thủy hiện nay của tôi lại cộng thêm bản thân những chỗ này đều là thiết kế của tôi tôi trên cơ bản có thể nhìn một phát liền phân biệt ra được phương vị phong thủy đương nhiên tôi không để phùng quân lại gần khu phố cũ không đi qua bên chỗ xuyên tâm long cuối cùng tôi bảo hắn dừng lại ở chỗ đất phong thủy mà tôi chuẩn bị để đối phó với từ bạch bì đó chỗ này được xây sửa thành một quảng trường chính diện có cổng chào tứ phía cũng có kiến trúc dạng như lầu tháp trong quảng trường có bồn hoa được trồng cây cối những bồn hoa đó vị trí của cây cối thực vật toàn bộ đều là chỗ của tướng quẻ tôi ở chỗ này khoảng chừng tầm một giờ đồng hồ xung quanh còn có một số thợ xây đang tiến hành kiểm tra hoàn tất thực thi kết thúc công trình tuy rằng là lần đầu tiên tới nhưng tôi cũng có một cảm giác ở chỗ này như cá gặp nước điều khiển dễ dàng lúc lại về đến nhà họ phùng đã khoảng gần đến giờ tí rồi sau khi về phòng, tôi rửa ráy tắm giặt, rồi bèn trực tiếp lên giường nghỉ ngơi luôn. Ngày hôm sau tỉnh lại, Phùng Quân rất sớm đã mời tôi qua tiền viện, ăn xong bữa sáng, Phùng Chí Vinh bèn ra lệnh một tiếng, lập tức từ ngoài cổng tiến vào một số lượng người tương đối. Toàn bộ đều mặc trang phục lễ hội, trong tay bưng vàng rồng. Đồng thời, trong đám đông người, tôi dễ dàng liền phân biệt ra được một bộ phận là đạo sĩ nhà họ liễu. Đương nhiên, bọn họ không thể nào cứ thế này mà đi, chỉ là hiện giờ bắt đầu phải làm công tác chuẩn bị mà thôi. Rất nhanh lại có người khiên lồng gà vào trong sân, chẳng mấy chốc, trong sân liền tràn ngập mùi tanh của máu gà. Đương nhiên, chúng tôi không phải giết đủ số gà cho từ bạch bì ở luôn tại đây, mà chẳng qua là làm đủ công tác chuẩn bị cho bản thân mà thôi. Tới khu phố cũ, gà vẫn phải giết, chúng tôi cũng không thể nào trực tiếp tới xong liền vào trong khu phố ngay. Liễu dục chú đương nhiên cũng đã tới tiền viện, đường lệ bắt đầu trang điểm cho liễu dục chú. Thời gian cả một ngày này, trôi qua vô cùng nhanh. Khoảng chừng đến lúc 5 giờ chiều, tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng. Liễu dục chú đang nghe truyện trên TV audio CV cũng đã trang điểm xong. Tôi bảo phùng quân chuẩn bị một cái cán, đồng thời bảo liễu dục chú cởi đạo bào của gã đè ở phía dưới cùng của cái cán, áo trắng trên người, thì bảo đường lệ cắt rách, trộn máu gà vào cho gã. Trước khi cho liễu dục chú nằm xuống, tôi còn dùng dây thừng trói cô gã lại. Đương nhiên, nhìn như là trói cô, nhưng nút thừng đều ở phía dưới người liễu dục chú, phàm là gã muốn động thủ, nhất định có thể lập tức bật người dậy. Thủ đoạn của đường lệ không yếu, chị ta cắt rách áo bào, rồi thêm máu gà lên trên, đúng thật là cho người ta một cảm giác liễu dục chú vừa trải qua một trận ác chiến. Lại phối hợp với lớp trang điểm hiện giờ của liễu dục chú, đã không phải chỉ dùng y như thật để hình dung nữa. Còn cả những đạo sĩ nhà họ Liễu kia nữa, tôi cũng bảo Đường Lệ giúp động chút chân tay. Lúc này bọn họ nhìn lên, bèn không khác gì với những người còn lại mà nhà họ Phùng sắp xếp, cũng chính bởi thế, mới tiêu tốn thời gian dài như vậy. Tôi bảo Phùng Chí Vinh sắp xếp xe, có thể lần lượt đưa chúng tôi qua khu phố cũ rồi. Phùng Chí Vinh lập tức đi sắp xếp người. Sau khi chúng tôi từ nhà họ Phùng rời đi xong, trời lại ngày càng tối sầm, ngồi trên vị trí ghế lái phụ, tôi cứ lúc lại nhìn sắc trời một phát, trong lòng hơi có chút ám ảnh. Nếu như trời mà có mưa, vậy bèn bất lợi cho chúng tôi rồi. Mây đen liên tục lẫn vẫn nơi chân trời, tầng mây dần trở nên nặng nề, gió nóng đang thổi, ít nhất trước mắt, vẫn còn chưa có dấu hiệu mưa. Lại đợi lúc chúng tôi tới khu phố cũ, là khoảng ngoài 6 rưỡi rồi, bởi vì nguyên nhân thời tiết, nên đã có dấu hiệu trời tối rồi. Tôi xuống xe trước, khu phố cũ lúc này, so với lần trước tới, Thay đổi không thể nói là không lớn. Cổng chào ở ngay đầu con phố, phủ một tấm vải đỏ. Bên dưới vải đỏ, phía trước cổng chào thì đặt một chiếc bàn dài, bên trên bày đồ cúng tam sinh. Có điều đồ tam sinh không phải là chủ yếu, trên bàn có có một dãy khay, trong đó đều còn sót lại máu gà, đều đã chuyển màu đen, lác đác còn có mấy cái đầu gà bị cắn nát. Ở bên ngoài cổng chào là một con phố đâm xuyên ra ngoài, hai bên xây dựng không ít nhà mái bằng. Tôi lờ mờ có thể cảm nhận được có một số âm khí đang hội tụ, mũi xuyên tâm long này đã thành hình, bây giờ đang bị cổng chào chặn lại mà thôi. Đợi đến 8 giờ một cái, xuyên tâm long triệt để thành hình, cổng chào liền sẽ trong nháy mắt nứt vỡ. Có người thợ vội vàng đi tới trước mặt tôi, người này chính là Vương Kiên, hắn được cái không nói gì nhiều, sau khi đến trước mặt tôi xong, liền gật đầu ra hiệu, sau đó lộ ra biểu cảm tất cả đều nghe theo sắp xếp. Tôi chỉ chỉ cái cổng chào đó ra hiệu cho Vương Kiên có thể gỡ bỏ tấm vải đỏ rồi. Vương Kiên lập tức ra lệnh cho người đi làm. Lúc này, những người còn lại phía sau toàn bộ cũng đều từ trên xe bước xuống rồi. Tay bưng vàng rồng, cổ đeo đầu gà, đám người dùng để chúc mừng đó, hình thành một hàng ngũ ở sau lưng tôi. Kỳ thực tôi một phát đều không nhìn ra liễu hóa dương, liễu hóa minh ở đâu, bọn lão cũng hoàn toàn ẩn mình trong đám đông đội ngũ. Còn có một số người, thì là đội kèn trống được đưa riêng tới bên ngoài khu phố để giết gà hơn nữa cũng để làm sôi động bầu không khí bọn họ cũng bắt đầu tìm vị trí đồng thời dưới sự ra hiệu của tôi bắt đầu mài dao chuẩn bị giết gà phía sau cùng của đoàn xe chúng tôi có đi theo một chiếc xe thùng bên trong toàn bộ đều là gà trống được chuẩn bị để giết con phố của lúc này rất tĩnh mịch có điều trong yên tĩnh còn tỏa ra từng tia từng luồng khí hung ác tôi gần như đã sắp xếp xong những người này hành động vị trí bên phải mới có một bà cụ già chân bó lững thững đi lại. Người này chẳng phải chính là bà cụ Hà sao? Đến trước mặt tôi xong, bà cụ Hà đưa tay kéo lấy tay tôi, lực tay bà cụ không nhỏ, nếp nhăn ở khóe mắt dường như càng sâu hơn vài phần. Thập lục, bà già này không làm mày thất vọng nhỉ? Giọng nói của bà cụ Hà khàn khàn khô khốc. Bà Hà, vất vả rồi. Tôi nắm lấy tay bà cụ Hà, trong mắt đều là cảm kích. Bà cụ Hà cười ha hả gật gật đầu, nói, hôm qua đã nghe tin rồi, mày hôm nay sẽ tới dân lễ cho lão già đấy, hôm qua tao liền đã dừng việc ở đây lại rồi, vừa không giết gà, cũng không cho người vào trong nhảy nhót hát múa. Nói qua phải nói lại, cái lão già đấy mấy hôm nay từng ra ngoài rồi, hoàng bì tử con chui vào trong đội nhảy ương ca hóng hớt, lão ở bên cạnh vừa nhòm vừa hút thuốc. Bằng đôi ba câu, bà cụ Hà tuy không để lộ ra thông tin gì, nhưng cũng đã nói chuyện rõ ràng với tôi về tình hình trước mắt của từ Bạch Bì. Cách làm này của bà cụ Hà cũng rất tinh tế. Khoảng thời gian này bà cụ ngày ngày giết gà, hoàng bì tử trong khu phố cũ sớm đã bị nuôi cho kén ăn rồi, đột nhiên dừng lại, chắc chắn không thích ứng. Có điều bà cụ thông tin ra ngoài, hôm nay chính thức hoàn tất công trình, đám hoàng bì tử đó có sốt ruột cũng phải đợi. Còn về từ Bạch Bì thì càng không thể nào ra ngoài gậy sự, mà ngược lại từ bạch bì cũng sẽ có sự mong đợi tôi cũng không khách sáo liên tục nói cảm ơn với bà cụ hà mà tự mình đi tới phía trước cổng chào ánh mắt nhìn vào trong khu phố cũ mí mắt tôi hơi giật giật một phát liền có thể nhìn thấy trên mặt đất của con phố cũ chẳng biết phải có tới bao nhiêu hoàng bì tử đang dày đặc chi chít lao qua vọt lại đương nhiên đang lao qua vọt lại đều là hoàng bì tử con có một số hoàng bì tử đứng ở giữa đường phố giống như là người vậy. Nhưng nhìn rõ đám hoàng bì tử đó xong, bèn khiến trên trán tôi đều dày đặc mồ hôi lạnh. Những con hoàng bì tử đang đứng đó, không một ngoại lê, màu lông đều toát lên màu trắng, ít nhất phải tới mười mấy con đều là trắng muốt không có bất cứ tạp chất nào. Từ bạch bì, đi đâu kiếm ra đám hoàng tiên này? Hai bên đường phố của con phố cũ, người mà nhà họ phùng sắp xếp đã bắt đầu giết gà, giết xong một con, bèn dùng thay đựng lấy, lập tức liền có hoàng bì tử con sáp lại gần, trực tiếp chui luôn xuống dưới khay, dùng đầu và móng đội cái khay lên, xong chui tọt vào trong con phố, nhanh như cắt chạy về phía tận cùng con phố. Hoàng bì tử con còn đỡ, tồn tại của hoàng tiên, bèn khiến trong lòng tôi có một sự bức bối vô cớ. Hơn nữa đám hoàng tiên đó, con ngươi tròn vo đều đang chầm chầm nhìn đội ngũ những người đang bưng vàng rồng kia. Đặc biệt là ánh mắt của chúng, đại bộ phận đều dừng lại trên cái cán ở trên đầu đám đông. Lúc này, liễu dục chú đang nhắm hai mắt, nằm im liềm, bất động không nhúc nhích. Tôi dùng điện thoại xem thời gian một cái, vừa vặn đến 7 giờ. Lúc này sắc trời sầm sì si khác thường, mây đen nặng nề đến mức giống như một tảng chì được chất đóng lại, dường như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Trong lòng tôi đã nâng cao cảnh giác tới 12 phần, trên mặt không hề biểu lộ ra tí chút cảm xúc nào. Chỉ là điều tôi lo lắng nhất, ngược lại không phải bản thân, cũng không phải liễu dục chú, mà là những đạo sĩ nhà họ liễu còn lại trong đám đông đội ngũ tôi không ngờ được rằng từ bạch bì lại kiếm ra bao nhiêu hoàng tiên như thế hoàng bì tử con thông thường linh trí còn không đủ cao nhưng đám hoàng tiên đã già thành tinh này thì chưa chắc nếu như để cho đám hoàng tiên này phát giác ra vấn đề vậy phiền phức sợ rằng bèn lớn rồi động tác của đám hoàng tiên đó đồng nhất đến kỳ lạ bọn chúng căn bản không có hứng đối với đám gà kia thậm chí còn có mấy con hoàng tiên đến chỗ đầu con phố chính là chỗ tới gần trước mặt đội ngũ rồi. Có điều bọn chúng không hề chui ra khỏi con phố cũ, mà trận to con ngươi đen xì tròn vo, chầm chầm nhìn cái cổng chào. Cổng chào lúc này đã bị tôi lật bỏ vải đỏ, dáng vẻ được hoàn tất, rõ ràng là thứ mà đám hoàng tiên này chưa từng được nhìn thấy. Tôi lập tức nghĩ tới việc chúng tôi không thể cứ đứng thế này không hành động, đợi đám hoàng tiên này liên tục quan sát, như thế chắc chắn sẽ có vấn đề. Rất nhanh, tôi liền nghĩ ra một cách tôi dùng sức ho lên một tiếng, tiếng ho này của tôi lập tức liền gây ra sự chú ý đối với đám hoàng tiên đó. Ngày tiếp đó, tôi liền gọi người, khiên tới cho tôi một chiếc bàn gỗ dài. Tôi trực tiếp cho người khiên cái bàn gỗ tới bên trong đầu con phố cũ. Lập tức, không ít hoàng bị tử con ào lên, mấy người nhà họ phùng làm việc theo sắp xếp của tôi đó rõ ràng đều bị dọa không hề nhẹ, liên tục tránh né. Việc này ngược lại khiến đám hoàng bị tử đó nổi hứng thú, thậm chí còn nhảy nhót lên xuống trên thân người, càng dọa cho những người đó không khỏi khiếp hãi. Tôi thì sải bước vào trong đầu con phố cũ. Khoảnh khắc tôi bước vào trong, đột nhiên tất cả hoàng bì tử con đều vọt về phía trung tâm con phố. Bao gồm cả mấy con hoàng tiên tới bên rìa con phố vừa nãy cũng lùi về lại. Bọn chúng tới vị trí vừa nãy, cách tôi phải tới 7-8 mét, rõ ràng bọn chúng vô cùng cảnh giác. Hơn nữa tất cả hoàng bì tử đều tập trung chú ý lên người tôi. Tôi hít sâu một hơi, tâm trí cực lực ổn định lại. Rút ra một tờ giấy lanh miệng, tôi trực tiếp trải lên trên chiếc bàn án dài, sau khi mài mực, bèn bắt đầu viết chữ. Sạc sạc sạc, chữ rất nhanh đã viết kín cả một tờ. Trong thời gian này, đám hoàng tiên đó liên tục chăm chú nhìn tôi, ngược lại có mấy con hoàng bì tử con vọt tới trước bàn, thậm chí còn có hai con trèo lên trên bàn án, ngoài ra cũng có một bộ phận qua chỗ đang giết gà đem gà đã giết xong đi. Tôi không hề cố ý trì hoãn thời gian, chẳng qua là cần thu hút đủ sự chú ý của Hoàng Bì Tử mà thôi. Sau khi dừng bút, tôi đưa tờ giấy lanh miệng viết đầy chữ đó ra trước ngực. Tiếp đấy tôi lại ho một tiếng, hắn hắn giọng, trịnh trọng đọc, hôm nay lễ mừng cổng chào tiên gia hoàn thành, là thập lục dẫn hai đại gia tộc của thành phố Nội Dương, đặc biệt tới chúc mừng tiên gia từ Bạch Bì, giết gà nghìn con, dân lễ vàng rồng ngàn lượng, tỏ lòng thành kính. Tôi hơi hơi ngừng lại một chút, vào thời điểm tôi ngừng lại này, trong con phố cũ đột nhiên truyền lại tiếng khạch khạch liên tiếp không dừng, hoặc lớn hoặc nhỏ, giống như có người đang ném tiếng cười lén vậy. Những âm thanh này đều tới từ hoàng bì tử, đặc biệt là đám hoàng bì tử con đó. So với chúng, thì hoàng tiên trấn tĩnh hơn nhiều, có điều bọn chúng cũng không phải không chút lay động. Con ngươi tròn láo liên, ánh vẻ giảo hoạt, hơn nữa bọn chúng không còn cảnh giác đứng yên như người nữa, mà ngược lại nằm bò xuống có điều thứ cảm giác đem lại cho tôi, giống như là rất cung kính. Đương nhiên, kẻ bọn chúng cung kính không phải là tôi, mà e là cái tên từ bạch bì mà tôi đọc, vậy nên bọn chúng mới có bộ dạng này. Trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, tôi không hề ngừng nghĩ, âm thanh rõ nét tiếp tục lớn tiếng đọc, năm nay là năm chó mậu tuất, giờ là tháng tân dậu, ngày giáp thìn. Âm dương tiên sinh la thập lục, chiếu cáo bách tính nội dương, hoàng tiên tồn tại, là may mắn của nội dương, tiên gia từ bạch bì tồn tại là đại vận của nội dương chư dân nên lấy tháng năm này để tế đem cây cầm vàng bạc cung phụng tiên gia cầu được tiên gia che chở cho nội dương không hậu hoạn dân chúng được yên giấc cần tới các nơi trong nội dương xây dựng miếu hoàng tiên trăm ngôi hương hỏa thờ cúng hôm nay lễ đầu ngoài vàng bạc ra đặc biệt đem một đạo sĩ nhà họ liễu tới làm quà mong tiên gia vui lòng nhận giúp nói đến sau cùng Giọng nói của tôi chỉ còn lại trịnh trọng, tiếng khạch khạch, ở xung quanh, ồn ả một vùng. Thế nhưng đúng vào lúc này, tất cả hoàng bì tử ở trung tâm con phố lại đều bắt đầu nhảy nhót. Giữa đám nhảy nhót này, tôi mới nhìn thấy, ở vị trí càng xa hơn có một bóng người, chậm chậm đi tới. Đợi cái bóng đó hơi lại gần hơn một chút, mặt tôi hơi biến sắc. Kẻ này hóa ra là từ bạch bì. Áo khoác được làm từ da lông hoàng tiên màu trắng, quấn trên người lão ta, hai tay lão ta toàn bộ đều bị che khuất bên dưới, cũng không nhìn thấy cánh tay phải đen xì. Trên cái áo khoác da đó, ít nhất phải có tới mười mấy tấm da hoàng tiên. Hoàng tiên sau khi bị lột da, da lông ở vị trí đầu và đuôi vẫn có thể nhìn thấy rõ nét. trong mắt trống rỗng u ám, cùng với cái đuôi vô lực thõng xuống, vừa kỳ dị vừa khủng khiếp. Mặt của Từ Bạch bị rất trắng, trắng đến mức giống như mấy tháng nay đều chưa từng thấy ánh sáng mặt trời. Vị trí bả vai của lão ta đang nằm bò một con hoàng tiên. Trên đầu, trên thân con hoàng tiên này, đều có không ít vết thương, tuy rằng đã liền da, nhưng vết sẹo khủng khiếp trên da lông của nó, vẫn có thể nhìn thấy rõ nét. Từ bạch bì sau khi tới vị trí còn cách tôi chừng 7-8 mét xong, đột nhiên dừng bước. Bọng mắt lão ta thõng xuống, mặt không biểu cảm. Mí mắt tôi không nén được mà hơi hơi giật giật, bởi vì tôi hoàn toàn không ngờ rằng, từ bạch bì lại trực tiếp ra ngoài luôn. Giây tiếp theo, từ bạch bì đột nhiên đưa tay lên cạnh miệng, ngậm lấy tẩu thuốc, trích một hơi khói thuốc. Tiếp đấy bèn là tiếng ho khùng khục, giống như muốn ho hết cả phổi ra ngoài. La thập lục, cổng chào này mày xây rất tốt. Đám gà đem tới tặng này cũng không tồi, có điều sao tao cứ cảm giác mày hình như có ý đồ gì nhỉ. Trong cái miệng đang hút thuốc của từ bạch bì, đột nhiên phát ra tiếng nói khẳng đặc, khóe miệng lão ta nhếch lên, cái cảm giác da cười cơ không cười đó khiến trong lòng tôi dâng lên một cảm giác bức bối. Có điều thế này không đủ để dao động tâm trí tôi, tôi cố làm ra vẻ nặng nề nhìn từ bạch bì, giọng nói hạ thấp không ít, chút ít tấm lòng của con cháu, cụ chăm lo cho bà nội tôi và thi vũ đã lâu, đây cũng là thứ cụ đáng hưởng. Tôi nhắc đến bà nội và từ thi vũ, đương nhiên cũng chính là đang biểu thị thái độ với từ bạch bì, tôi bởi vì vậy mới làm thế này. Từ bạch bì nheo mắt lại, lại bắt đầu hút thuốc, âm thanh bập bập vang lên, xen kẽ với tiếng ho, vị trí mà lão ta đứng, thì càng khói thuốc cuốn lượng, thậm chí từng đợt khói thuốc sặc sụa còn bay tới chỗ tôi bên này. Hít một hơi, tôi liền cảm giác cổ họng ngứa ngáy, rất muốn ho. Giây tiếp theo, ánh mắt của từ bạch bị liền rời khỏi người tôi, hướng ra vị trí bên ngoài khu phố cũ. Ánh mắt của lão ta, cũng rơi lên trên người liễu dục chú. Lập tức, tôi liền cảm thấy, nhiệt độ xung quanh dường như đều hạ thấp tận mấy độ. Từ Bạch Bì cười phá lên, tiếng cười của lão ta lại cũng là khặc khạch, xen kẽ với tiếng ho khùng khục, cộng thêm cách ăn mặc này và bộ tướng mặt đó của lão ta, hiển nhiên giống như một con hoàng bì tử cỡ lớn. "Tao chỉ cần một cánh tay, mày lại đem tới cả một người, mày làm thế nào bắt được nó thế? Bản lĩnh của mày có chút vượt ngoài dự liệu của tao rồi. Thằng đạo sĩ này, có chết cũng không chịu bó tay chịu trói nhỉ?" Từ Bạch Bì lại lần nữa mở miệng, lão ta nhìn như đang hỏi, nhưng tôi lại biết phàm là tôi nói ra một chút gì mà lão ta cảm thấy có vấn đề thì tuyệt đối sẽ khiến lão ta trở nên cảnh giác kế hoạch ngày hôm nay liền phải thất bại từ bạch bì trực tiếp tới thẳng trước mặt chúng tôi sớm như thế khiến tôi bất ngờ kế hoạch vốn có của tôi là ở bên ngoài tiêu hao đủ thời gian dựa vào sự cảnh giác của từ bạch bì lão ta không nên lộ mặt trước mới đúng chỉ có điều bây giờ lão ta lại tới rồi vậy liền chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu thôi hơn nữa điều mà từ Bạch Bì đang hỏi này, tôi cũng đã sớm có sự chuẩn bị, lúc trang điểm cho liễu dục chú, bèn đã nghĩ sẵn lý do rồi. Mặt tôi không biến sắc, trầm giọng trả lời, thiên đình tụ quả đen, thái bạch kẹp nhật nguyệt, không chết cũng trầy da tróc vẫy. Thiên đình sắc ứ, tâm gặp đại nạn. Dưới mắt trái đen đỏ, chủ nam có tai ương. Mệnh môn vân đen hiện hình chân dế, hiệu gọi quỷ thư, trước tai trái có vân này, kẻ trong môi kim quỷ cỡ lớn nhỏ, chết chắc. Xương gò má đỏ như son, tai họa tổn thương ngoài ý muốn. Tướng mặt hắn hôm nay là tướng cách chết chắc, cụ không cần lo lắng, còn về tôi làm cách nào bắt được hắn. Tốc độ nói của tôi cực nhanh, có điều lúc nói đến đây, thì hơi ngừng lại một chút. Đúng với dự liệu của tôi, ánh mắt của từ bạch bì, phần nhiều lại hướng lên trên người tôi, lão ta lại rít một hơi tẩu thuốc, trong tiếng ho, khói trắng tràn ngập. Cụ có thể nhìn xem, hắn môi miệng khô trắng, là trúng kịch độc, tôi đã chuốt thuốc hắn. Hít sâu một hơi, tôi nói từng câu từng chữ một. Từ bạch bị đột nhiên ho mạnh lên rất nhiều, trong lúc ho, cả cơ thể lão đều co rúng lại, giống như sắp ho cả phổi ra ngoài vậy. Trong tiếng ho, còn xen lẫn cả tiếng cười của lão ta, cười mãi cười mãi, lão ta đột nhiên lại lần nữa ngẩng đầu nhìn tôi, nói, thằng đạo sĩ chết tiệt này, rất tin tưởng mày nhỉ. Câu hỏi bất thình lình này của lão ta, trong giọng điệu toát ra vẻ hiểm độc. Tôi miếm miếm môi, không nói gì, có điều tôi làm ra một biểu cảm cực nhỏ, giống như là biểu hiện của việc nội tâm tôi cũng rất gian nan. Từ bạch bị lại cười cười, tay trái lão gõ gõ tẩu thuốc lên trên tay phải, tôi có thể nhìn thấy rõ nét cánh tay phải của lão đen xì, áp hồn hút phách. Thay đổi của từ bạch bị nhất định cực lớn, nếu không da của lão sẽ không trắng trở lại. Sự cảnh giác trong lòng tôi lập tức càng nhiều hơn. Giây tiếp theo, từ bạch bị bèn vẫy vẫy tay, nói, quà của mày, tao rất thích, đưa vào trong nhà đi, nể tình mày hiếu thuận thế này, tao có thể để mày gặp mặt thi vũ. Tôi hít sâu một hơi, lắc lắc đầu nói, bây giờ không được vào. Hử? Từ bạch bị hơi nheo mắt lại, một tiếng nhàn nhạt này của lão, lại toát ra một luồng sát khí, dường như từ tứ chi bách huyệt của tôi đều đang có khí lạnh truyền lên. Bèn là cả đám hoàng bì tử và hoàng tiên kia, cũng đều trở nên hung dữ cảnh giác. Tôi không ngừng nghĩ, giọng điệu vô cùng thận trọng, tiếp tục nói, bây giờ vừa tới giờ tuất mà vào 8 giờ, đoạn giữa giờ tuất mới là giờ lành, tới trước cổng nhà trước nửa khắc mới là điềm lành, nếu không sẽ xung đột. Đương nhiên, những lời nói tiếp sau này của tôi, bèn không có căn cứ gì trên phong thủy cả, hoàn toàn là dùng để kéo dài thời gian. Sắc mặt của từ bạch bì thì lại trở nên lạnh lẽo hơn rất nhiều. Lòng tôi càng cảnh giác hơn. Có điều dây tiếp theo, cái lạnh của lão ta liền biến thành tiếng cười đột ngột, nếu thế này, thì đúng là còn phải đợi thêm chút, tao sắp không đợi nổi nữa, muốn chặt bỏ hai cánh tay của thằng đạo sĩ này rồi. Mày thằng cháu rể này, cũng coi là hiếu thuận, vậy thì để chúng nó ở đây canh chừng đi. Giây phút từ bạch bị dứt lời, lão ta hơ hơ tay, nói một chữ đi. Lập tức, hoàng bì tử ở trong con phố, lại toàn bộ đều vọt về phía bên ngoài khu phố. Bọn chúng toàn bộ đều lao về phía bên trong đội ngũ lòng tôi thất kinh một phát từ bạch bì định làm cái gì đi thôi cháu rể tới giờ chúng nó sẽ đưa lễ vào trong thôi từ bạch bì vẫy vẫy tay với tôi bên tay lão ta giơ lên là cái cánh tay vô cùng đen xì đó tuy cơ thể lão ta được bao trùm bên dưới áo khoác nhưng vẫn có thể nhìn thấy được lão ta khô đét như xác khô vậy đúng là vô cùng rợn người đặc biệt là lão ta gọi tôi là cháu rể việc này càng khiến trong lòng tôi khó chịu nhưng tôi lại không dám ngừng nghĩ lúc này bất cứ một chi tiết nhỏ nào đều cũng sẽ khiến từ bạch bì lập tức trở mặt hơn nữa mấy câu nói này của lão ta đã khiến phân nửa kế hoạch của tôi bị rối loạn rồi tôi tất nhiên mực và bút lại đi qua phía từ bạch bì đợi sau khi đến gần trước mặt từ bạch bì khóe mắt tôi liếc thấy đám hoàng bì tử đó bọn chúng vọt đến phía trước đội ngũ xong bèn lần lượt vọt lên trên vai những người đó giây tiếp theo bèn là tiếng phục phục khẽ vang lên gần như tất cả hoàng bì tử, phần thân dưới đều phọc ra thứ khói vàng, đám khói đó uống lượng trên mặt người ta, lập tức tất cả mọi người đều ho lên, muốn xua bỏ đám hoàng bì tử. Trên trán tôi đã vã mồ hôi. Lần này bèn là tôi không nhịn nổi nữa, bởi vì tôi sợ những đạo sĩ nhà họ liễu đó trực tiếp động thủ, nếu như vậy, nhất định sẽ thành công cốc. Chỉ có điều bọn họ đều không có hành động bất thường, đều biểu hiện không khác gì mấy so với những người còn lại lại tiếp sau nữa đám hoàng bì tử đó bèn dùng đuôi cuốn lấy cổ người ta cái đầu tròn vành vạnh đều thò tới sát mặt người ta lòng tôi lạnh ngắt một phát đồng tử thì càng co mạnh ha ha tao vẫn cứ quen để chúng nó hầu hạ tao người ngoài vào trong phố tao hơi khó chịu bây giờ thế này bèn không vấn đề gì rồi bên tai truyền lại tiếng nói của từ bạch bì tiếng nói này giống như lão ta ghé sát tai tôi mà nói khóe mắt lại nhìn qua từ bạch bì đã đến sát bên cạnh tôi hai người cách nhau còn chưa đầy một bàn tay giây tiếp theo những người mà tôi đưa đến đó gần như toàn bộ đều thay đổi thần thái khác hai mắt bọn họ trống rỗng nhìn phía trước con mắt dường như đều thành bộ dạng tròn vo trên vai mỗi một người đều đang nằm bò một con hoàng bì tử rõ ràng là tất cả mọi người đến cả những đạo sĩ nhà họ liễu đó đều trong tình trạng không phản kháng bị hoàng bì tử mê hoặc tâm trí từ bạch bì lại còn dùng chiêu này nữa. Mày hình như không mấy hài lòng. Âm thanh bên tai, đột ngột lạnh đi vài phần. Không. Không có, tôi khàn giọng, nói. Ừ, vậy thì đi thôi. Từ bạch bị ra hiệu cho tôi đi lên trước, tôi chỉ có thể thu ánh nhìn về, cùng đi lên trước. Lão ta không đi phía trước tôi, cũng không để tôi tụt lại sau, tôi đi bằng tốc độ nào, lão ta liền sánh vai đi với tôi bằng tốc độ đó. Bước đi thêm mấy bước, tôi xua tan tất cả ý nghĩ hỗn loạn trong đầu, lúc này có nghĩ nhiều nữa cũng đã không còn ý nghĩa gì rồi. Sự cảnh giác của từ bạch bị vượt ngoài dự liệu, nhưng may là bây giờ mọi người tuy đều bị mê hoặc thần trí, nhưng lại không hề lộ ra vết tích gì. Liễu dục chú chỉ giả vờ nhắm mắt, gã đủ tỉnh táo, còn cả tôi cảm giác liễu hóa minh liễu hóa dương chắc không đến nỗi bị mê hoặc triệt để. Bao gồm những đạo sĩ nhà họ liễu đó, nhất định mỗi người cũng đều có thủ đoạn. Bây giờ chỉ có thể đi một bước xem một bước, kéo dài đủ thời gian thôi. Sức chú ý vô thức hướng lên trên mặt của Từ Bạch Bì, tôi lúc này mới chú ý đến, màu trắng trên mặt lão ta không phải là tới từ màu sắc của da. Khoảng cách gần rồi có thể nhìn thấy rõ nét, màu trắng đó đều là lớp phấn dày cộm, giống như có thể tróc xuống bất cứ lúc nào vậy. Cùng với việc Từ Bạch Bì bước đi, bên dưới lớp phấn trắng lờ mờ lộ ra ngoài một ít màu đen, hơn nữa ở trên mặt lão ta còn có vết tích lông vũ mịn loáng thoáng lồi lên. Khoảng chừng gần 10 phút, chúng tôi đã đi đến tận cùng con phố. Cổng chính của căn nhà cũ, mở toan hoang, trước đầu cổng đặt tận mấy bát tiết và còn cả không ít gà được để bên trong khay đựng. Ở đây cũng có một số lượng hoàng bì tử tương đối nhiều, đang vây trước cổng ăn gà uống tiết, cảnh tượng này rợn người ghê gớm. Từ bạch bì sải bước đi vào trong cổng, tôi cũng đang định đi vào. Từ bạch bì đột nhiên dừng lại, lão ta lại nhìn tôi một cái, quan sát lên xuống một phát, bất chợt nói, tao không mấy thích một món đồ trên người mày, vứt ra ngoài đi. Mặt tôi hơi biến sắc. Có điều dây tiếp theo, tôi liền biết từ bạch bì đang nói đến thứ gì. Ánh mắt của từ bạch bì hướng lên trên vị trí ngực tôi, lão ta cười cười, nói, vứt ra ngoài, mới được vào trong nhà. Nếu không mày cầm nó, là định đợi chút nữa bói một quẻ cho tao sao? trương cửu quái chưa từng nói câu gì hay ho với tao ép tao đến mức trốn chui trốn lủi mày không muốn nhìn thấy thi vũ nữa à từ bạch bì đã trực tiếp nói toạc ra tôi lại không thể nào lập tức trở mặt thẳng luôn còn cả lão ta lại nhắc đến từ thi vũ bèn khiến lòng tôi càng gian nan hơn nhưng tôi cũng không còn lựa chọn nào khác chỉ có thể rút kim toán bàn từ túi áo trong ra vứt ra ngoài giây phút nhìn thấy kim toán bàn mặt mày của từ bạch bì lập tức đều ánh lên vẻ hung tợn giống như lão ta đang hồi tưởng lại trải nghiệm không hay nào đó vậy tôi hít sâu một hơi trực tiếp ném kim toán bàn ra ngoài một phát có điều tôi tìm được một góc độ không trực tiếp ném bay ra đất mà là vứt vào trong cái đống gà chết kia kim toán bàn không như những món đồ khác chất liệu chỉ có vàng rồng không có chỗ đặc thù nào khác trọng lượng kiểu này rất có khả năng bị tôi ném mạnh một phát là vỡ luôn trầm một tiếng nặng nề vang lên, kim toán bàn rơi vào trong đống xác gà. Lập tức, thần thái của từ bạch bị đều tốt lên không ít, cái khuôn mặt tỏa đầy sát khí vừa nãy đó của lão ta cũng hiền hòa hơn rất nhiều. Không phải người một nhà, không vào chung một cổng, nếu đã vào chung một cổng, thì phải thành người một nhà, thằng bói quẻ đó định ép chết tao, sau này mày đương nhiên không được tiếp tục bói quẻ cho người ta nữa, có điều vụ xem phần điểm mộ này của mày, thì tao được cái thích căn nhà này ở dễ chịu không sai có điều tao bây giờ càng thích chỗ âm u một chút hơn từ bạch bì ra hiệu cho tôi vào cổng đồng thời cũng thuận miệng nói tôi sải bước qua cổng giọng điệu cung kính hạ thấp giọng nói chuyện này dễ xử lý điểm âm trạch rất đơn giản ha ha từ bạch bì hài lòng cười cười lão ta ngẩng đầu lên hướng về một phía trong sân gọi lớn thi vũ ra đây đi nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha